Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 158. Thần binh các phen này tiêu rồi. Bỗng dưng chọc phải thần tiên nào thế này? Sắc mặt lão già lập tức thay đổi, cung kính thi lễ, run rẩy nói, công tử à. Thật sự là hiểu lầm rất nặng, ta. Diệp Huyên cười, sao? Ông ngại một suối nguồn cấp thần không đủ đúng không? Vậy để ta gọi người trong nhà đến đưa thêm nhé. Hắn xòe tay, để một lá bùa truyền âm xuất hiện. Lão già thấy vậy thì cả kinh, cúi người thi lễ, công tử. Đây là hiểu lầm, là do thần binh các chúng ta sai, dám mạo phạm đến bạn của công tử. Mong công tử rộng lượng không chấp nhặt với chúng ta. Diệp Huyên cười khẩy, chấp nhặt, ông nói gì thế, bạn ta làm hỏng, ta bồi thường, ông lại nói ta chấp nhặt. Lão già đã sắp khóc đến nơi. Rốt cuộc là nhân vật phương nào thế này? Diệp Huyên, nào, lấy đi. Lão già lắc đầu nguầy nguậy, không dám ạ. Nào ngờ Diệp Huyên cả giận quát lên, thế nào? Ông dám xem thường Thiên Yêu Quốc ta đúng không? Thiên Yêu Quốc? Nghe thấy vậy, lão già kia đặt mông ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn hột máu. Thiên Yêu Quốc? Những người khác nghe được lời này đều không biết phải làm sao. Đây là Thiên Yêu Quốc. Đó là gì? Là một siêu thế lực có thể sánh ngang với Đại Linh Thần Cung. Ánh mắt của họ nhìn lão già đều chứa chan thương hại. Dám trêu vào Thiên Yêu Quốc, ngày tàn của thần binh các đến rồi. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước Diệp Huyên. Nàng ta mặc vải dài màu tím, mặt mày như họa, vô cùng xinh đẹp. Nàng ta thi lễ với hắn, công tử, ta là người phụ trách thần binh các, tên Tiểu Như. Chuyện trước đó là do thần binh các. Câm mồm. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta cho phép cô nói chuyện à. Cô gái. Diệp Huyên nhặt lấy mớ mảnh vỡ trong tay lão già, cười nói, đây là bình thần thượng cổ cơ đấy. Thượng cổ. Hắn nhìn lão, sao vậy? Một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần chưa đủ à? Sắc mặt lão ta đã tái nhạt như giấy, quay nhìn cô gái. Tiểu Như do dự rồi nói, công tử, đây là một hiểu lầm. Diệp Huyên cười, cô nói hiểu lầm thì là hiểu lầm sao? Tiểu Như chần chừ rồi nói, chúng ta sẵn sàng bồi thường tổn thất cho công tử. Diệp Huyên chớp mắt, ta mới nên bồi thường chứ. Tiểu Như lắc đầu, là chúng ta. Diệp Huyên cười, cô thấy ta giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Tiểu Như. Diệp Huyên, thần binh các không cần tồn tại nữa. Lá bùa truyền âm trong tay hắn chấn động. Tiểu Như nghe vậy thì biến sắc, cuống quýt nói, công tử, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta. Lúc này, một lão già áo đen xuất hiện sau lưng nàng ta. Ông ta khẽ cong ngón tay, để một chiếc nhẫn bay đến trước mặt Diệp Huyên, đây là chút lòng thành của thần binh các, mong công tử nhận lấy. Diệp Huyên nhìn vào, thấy bên trong là 10 triệu viên vĩnh sinh thánh tinh. 10 triệu. Lời to. Nhưng Diệp Huyên lại ngoảnh mặt đi, cười mỉa, ông tưởng ta là ăn mày chắc. Lão áo đen vội nói, thần binh các ta còn vài món thần vật, không biết công tử liệu có hứng thú. Lại một chiếc nhẫn nữa bay đến. Diệp Huyên nhìn vào, bên trong có một bộ giáp đen, một thanh trường kiếm và một cặp găng tay. Trông không hề tầm thường. Hắn đưa nhẫn sang cho Đạo Nhất, nhìn thử xem. Đạo Nhất liếc vào rồi nhìn lại, thấy hắn cười hỏi, thích không? Đạo Nhất cười, không thì sao? Diệp Huyên, thì ta diệt thần binh các. Diệt thần binh các. Những lời này khiến lão già áo đen nheo mắt lại, biểu cảm xảy ra chút biến hóa. Đạo Nhất lại quan sát chiếc nhẫn một hồi lâu rồi cười nói, ta thích. Sau đó thu nó vào. Lão áo đen và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên, thích là tốt rồi. Hắn nói với lão già, cảm ơn nhiều nhé. Lão ta vội nói, công tử khách khí. Diệp Huyên cười cười rồi kéo Đạo Nhất rời đi. Nàng ta muốn tránh ra theo bản năng nhưng Diệp Huyên lại nắm chặt tay, không để nàng ta thoát. Đạo Nhất liếc hắn một cái, không phản kháng nữa. Ba người bọn họ nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Lão già áo đen thở ra một hơi, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Như thấp giọng hỏi, các lão, hắn đến từ Thiên Yêu Quốc thật sao? Lão già dõi mắt nhìn về nơi xa, thì thầm, chuyện ấy không quan trọng.
quan trọng là chúng ta không thể trêu vào hắn. Tiểu Như gật đầu nhưng vẫn còn ra vẻ chần chừ, nhưng ta cảm thấy hắn không phải người Thiên Yêu Quốc. Hắn là con người, hắn. Lão già ngắt lời nàng ta, đừng có bận tâm hắn có phải người Thiên Yêu Quốc hay không nữa, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không thể trêu vào hắn, biết chưa? Trong giọng nói đã có phần dữ tợn. Tiểu Như gật đầu, không dám nói gì nữa. Một người có thể mang theo suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, thần binh các tuyệt đối không thể trêu vào. Lão già áo đen bỗng quay lại nhìn lão già còn đang ngồi đơ ra dưới đất, ra ngoài lịch luyện đi rồi về. Sau đó lão ta rời đi. Lão già còn lại cười khổ, tự biết bản thân đã không thể trở về tinh vực cổ thần được nữa. Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất với lão. Ít nhất vẫn còn giữ được mạng. Nơi xa. Diệp Huyên kéo đạo nhất đi về phía cuối con đường. Đạo nhất không lên tiếng, cũng không tìm cách giằng tay ra. Diệp Huyên cười với nàng ta, ta thấy hai chúng ta vẫn có thể làm bạn, cô nghĩ thế nào? Đạo nhất làm thinh. Diệp Huyên cười khổ, đừng như vậy chứ. Ta tuy không phải Diệp Thần nhưng tốt xấu gì cũng chung sống với nhau một khoảng thời gian. Ta cho rằng hai bên đều có hảo cảm cho nhau, cô thấy đúng không? Đạo nhất liếc nhìn hắn rồi cười đáp, tất nhiên. Diệp Huyên, nói thật đấy chứ. Đạo nhất gật đầu. Nàng ta đúng là có hảo cảm với Diệp Huyên, hay đúng hơn là không thể căm hận hắn. Diệp Huyên bỏ tay ra, đạo nhất, ta thật sự hy vọng pháp tắc vũ trụ các cô có thể sống thật tốt. Đạo nhất gật đầu, ta biết. Diệp Huyên cười, tốt rồi. Không nói mấy chuyện buồn này nữa nhé. À phải, sao cô lại đến tinh vực cổ thần? Đạo nhất, ta muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên, vì sao? Đạo nhất cong môi, để học chút pháp tắc chi đạo. Nơi đó có pháp tắc chi đạo tối cao của vũ trụ. Pháp tắc tối cao. Diệp Huyên chợt nghĩ đến người phụ nữ kia, cũng chính là pháp tắc tối cao. Đó mới thật sự là pháp tắc tối cao hàng thật giá thật. Lại còn là chân thân. Tiếc rằng hắn không có cách liên hệ bà ta, bằng không thì có thể đề cử đạo nhất đến học hỏi rồi. Tiếc quá. Đạo nhất bỗng hỏi, ngươi thì sao? Diệp Huyên, ta chỉ đến để đi dạo, tìm hiểu về cường giả nơi này thôi. Sắc mặt đạo nhất có chút phức tạp, chỉ mới bao lâu không gặp, ta đã không thể nhìn thấu ngươi rồi. Tuy Diệp Huyên mới đến đăng thiên cảnh nhưng lại mang đến cho nàng ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ cười, không phải cô cũng đến đăng thiên cảnh rồi sao? Mà ta cũng tò mò, cô đã làm cách nào vậy? Đạo nhất trợn mắt, không nói cho ngươi. Diệp Huyên. Lão Lý vẫn đi theo sau bỗng nói, Diệp Thiếu, có một vài khí tức bí ẩn bỗng xuất hiện quanh đây. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, cười, ta biết rồi, hẳn là đến đây vì suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Một tia buốt giá lóe lên trong mắt Lão Lý, đến cả Thiên Yêu Quốc mà cũng dám động, đúng là chán sống. Diệp Huyên, kệ họ đi. Hắn nhìn đạo nhất, ta đi cùng cô đến Đại Linh Thần Cung. Đạo nhất do dự rồi gật đầu, được. Diệp Huyên quay lại nhìn, Lão Lý vội nói, ta sẽ dẫn đường. Có lão ta dẫn đường, ba người đi một mạch đến Đại Linh Thần Cung. Trên đường đi, Diệp Huyên nhận ra ngày càng có nhiều người đang âm thầm theo dõi hắn. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thần hiển nhiên là một cám dỗ quá lớn, đủ để khiến họ mạo hiểm. Đạo nhất nhìn bốn phía với vẻ lo lắng, ngươi không sợ ư? Diệp Huyên bật cười, sợ gì chứ? Xem nhẹ sống chết, không phục cứ đánh. Đạo nhất liếc nhìn, ngươi bắt đầu huênh hoang rồi đấy. Diệp Huyên. Đạo nhất còn muốn nói gì đó thì ba người bỗng dừng bước khi phát hiện đường phố đã vắng tanh không một bóng người từ lúc nào. Diệp Huyên cười, xem ra chúng chuẩn bị ra tay rồi. Lúc này, có một người thanh niên xuất hiện cách đó mười mấy trượng. Y mặc áo gấm sang trọng, tay cầm quạt xếp, khí độ nhẹ nhàng, dung mạo anh tuấn. Y cười nói với Diệp Huyên, các hạ đúng là bình tĩnh. Diệp Huyên trợn mắt, ngươi không sợ Thiên Yêu Quốc ta sao? Đối phương chỉ cười, ngươi không phải người Thiên Yêu Quốc. Diệp Huyên cười, vì sao nói vậy? Người thanh niên, Thiên Yêu Quốc trên cơ bản đều là yêu thú. Tuy cũng có người nhưng đều rất ít. Hơn nữa, nếu là người Thiên Yêu Quốc thì ngươi không thể không biết tinh vực cổ thần này, chứng tỏ đây là lần đầu tiên ngươi đến.
Những lời này của y khiến lão Lý ra vẻ do dự, nhìn sang Diệp Huyên. Lão bắt đầu nghi ngờ. Thật ra ngay từ đầu lão đã nghi ngờ. Thiên tài yêu nghiệt của Thiên Yêu Quốc không thể nào không biết tinh vực cổ thần. Nhưng Diệp Huyên rõ ràng chỉ mới đến đây lần đầu. Chỉ vì hắn có suối nguồn vĩnh sinh cấp thần nên lão mới thôi hoài nghi. Diệp Huyên cười, đây là nguyên nhân khiến người dám ra tay sao? Người thanh niên mỉm cười, các hạ tự xưng là thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc, nhưng theo ta được biết, vị thiếu quốc chủ này căn bản không phải con người, lại càng không phải nam giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nụ cười của y lạnh dần đi, dám giả mạo thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc, lá gan người cũng lớn lắm. Diệp Huyên cười, lắm lời như vậy là đang muốn biết thân phận thật của ta chứ gì. Người thanh niên chỉ nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyên lắc đầu cười, thật ra cho dù ta là ai thì các ngươi cũng chuẩn bị ra tay thôi. Bởi vì ta chỉ mới đến đăng thiên cảnh, hơn nữa các ngươi cũng đã điều tra, biết không có cường giả bí ẩn nào đi theo ta, đúng vậy không? Người thanh niên nhìn hắn một hồi rồi cười, đúng vậy. Diệp Huyên xòe tay gọi Linh Sơ xuất hiện, cười với đối phương. Ra tay đi, đây là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, chỉ cần giết được ta là các ngươi sẽ có nó. Đến đây, ta chuẩn bị xong rồi, người thanh niên im lặng một hồi rồi nói, người đừng có hoành hoang như vậy được không? Bọn ta mới là bên đi cướp, ngươi làm vậy trông như ngươi mới là người đánh cướp bọn ta. Diệp Huyên. Vào giây phút này, nói người thanh niên không sinh lòng do dự là giả. Bà mẹ nó. Thằng này dựa vào đâu mà huynh hoang dữ vậy? Dựa vào đâu? Không bình thường chút nào. Chỉ thấy Diệp Huyên cười hỏi, vị huynh đệ này, có làm cướp thì dứt khoát lên tí đi được không? Người thanh niên do dự một hồ rồi nói, phải chăng huynh đệ còn đang giấu bài? Nếu có thì tiết lộ trước được không? Lỡ mà ngươi mạnh thì chúng ta hóa thù thành bạn, thấy thế nào? Diệp Huyên giơ ngón cái, người đúng là không biết xấu hổ. Người thanh niên cười nhạt, mua bán nhỏ thì phải cẩn thận thôi. Diệp Huyên quan sát y, ngươi là tuyệt trần cảnh. Người thanh niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn y một hồi, hẳn là có không ít bảo vật trên người nhỉ. Người thanh niên lập tức nheo mắt nhìn hắn với vẻ phòng bị. Tên này muốn cướp của mình. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên từ bên phải y, cần gì phải nhiều lời. Giết hắn đi rồi tính sau. Kế đó là một gã cao to xuất hiện, xông thẳng về phía Diệp Huyên. Nhưng gã ta bị người thanh niên ngăn lại. Gã cao to quay lại nhìn y, huynh muốn gì? Người thanh niên nhìn Diệp Huyên, chúng ta không lấy suối nguồn vĩnh sinh cấp thần này. Gã cao to ngẩn ra, vì sao? Người thanh niên vung tay tát một cái lên đầu gã ta, cả giận quát, hỏi cái đếch gì? Ngươi là lão đại hay ta? Gã cao to do dự, là huynh. Thấy người thanh niên nhìn sang, Diệp Huyên cười hỏi, ta còn chưa tiết lộ chỗ dựa đằng sau mà, sao ngươi đã thu tay rồi? Y cười, ta thấy huynh đài tuy chỉ mới đến đăng thiên cảnh nhưng khí tức lại mạnh mẽ, e rằng tuyệt trần cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ. Cáo từ. Y nói xong thì rời đi. Chậm đã. Nhưng Diệp Huyên đã gọi với theo. Người thanh niên dừng bước, xoay lại, nghe Diệp Huyên nói, các ngươi đã không cướp của ta thì đến lượt ta cướp của các ngươi. Giao hết tài sản ra đây. Gã cao to tức giận vung tay chỉ vào mặt hắn, thằng công tử bột kia, đừng có mà láo toét. Mi dám đỡ một chùy của ta không? Công tử bột. Diệp Huyên cau mày, quay sang hỏi đạo nhất, trông ta giống công tử lắm sao? Đạo nhất nhìn một hồi rồi cười, cũng có chút đẹp trai. Diệp Huyên tròn mắt, ta cũng thấy vậy đấy. Đạo nhất lắc đầu, người càng lúc càng không biết xấu hổ là gì. Diệp Huyên đang định mở miệng thì lại nghe gã cao to cả giận quát, hai đứa bọn mi ve vãn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, tưởng huynh đệ bọn ta chết rồi chắc. Sau đó gã ta tung người nhảy lên cao, giơ tay vung một cái chùy khổng lồ xuống. Tuyệt trần cảnh đỉnh cao. Khí tức vô cùng dữ tợn, nhìn là biết cảnh giới không hề giả tạo. Diệp Huyên giơ tay chém ra một đường kiếm. Một nhát chém rất bình thường. Uỳnh. Nhưng nó lại đẩy gã cao to lui về chỗ cũ, cây chùy trong tay gã cũng vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ.
Người thanh niên thấy vậy thì nheo mắt lại, kiếm tu. Gã cao to ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu. Kiếm tu, một bọn khó chọc vô cùng. Đã hay gây sự mà còn cục xúc khó ưa. Diệp Huyên cười, ta đúng là kiếm tu. Người thanh niên nhìn hắn thật sâu, đại ngưu, lùi lại. Gã cao to lắc đầu, lùi cái đếch, đại ngưu ta há là người bỏ mặc huynh đệ. Huynh không đi, ta cũng không đi. Người thanh niên, vậy ngươi ở lại cản hắn, ta đi trước. Trời má! Đại ngưu quay lại với vẻ khó tin, đại ca nghiêm túc đó hả? Người thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi nói thử xem. Đại ngưu do dự một hồi, hay đại ca ở lại đi? Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tẩu tử thật tốt. Gã nói xong thì chạy mất. Để lại người thanh niên mặt đen xì. Diệp Huyên cười nói với y, các ngươi chắc chắn không chỉ có hai người, đúng chứ? Y cười, quả thật vậy, nhưng bây giờ chúng ta hối hận rồi. Các hạ, chuyện này chấm dứt ở đây được không? Diệp Huyên, ta chỉ muốn biết vì sao ngươi lại từ bỏ. Người thanh niên nhìn hắn, vì không đánh lại ngươi. Diệp Huyên cau mày, chúng ta còn chưa giao thủ. Đối phương lắc đầu, sức mạnh của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Cho dù giết được ngươi, chúng ta cũng phải trả cái giá rất đắt. Ta thì lại không muốn, nên lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyên bèn cười, vậy ngươi đi đi. Người thanh niên ôm quyền với hắn, đa tạ. Y xoay người rời đi. Nhưng chưa được hai bước thì đã dừng lại, tiếp lời, ngươi nên cẩn thận. Tuy chúng ta từ bỏ nhưng có một nhóm người chắc chắn sẽ không, bọn họ đã để mắt đến ngươi rồi. Diệp Huyên cười, đa tạ. Người thanh niên, ngươi không hỏi bọn họ là ai sao? Diệp Huyên chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, dưới thánh nhân, ta vô địch. Trên thánh nhân, một đổi một. Người thanh niên nhìn hắn hồi lâu, cái vẻ huynh hoang này của ngươi, nếu không phải đăng thiên cảnh thì ta đã tin. Sau đó y xoay người biến mất ở cuối con đường. Diệp Huyên nhìn theo một hồi rồi quay sang đạo nhất, đi thôi, ta đưa cô đến Đại Linh Thần Cung. Đạo nhất gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Phía sau họ, lão Lý do dự một hồi rồi cũng đi theo. Sau khi ba người Diệp Huyên biến mất khỏi con đường, người thanh niên và gã cao to lúc trước lại xuất hiện, lần này có một cô gái áo đen đi kèm. Gã cao to thấp giọng nói, lão đại, kia chính là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Người thanh niên, mạng quan trọng hơn. Gã cao to, ý đại ca là... Một tia nghiêm trọng lóe lên trong mắt người thanh niên, một kiếm lúc ấy của hắn vung ra rất tùy tiện. Tay phải y chậm rãi siết lại, hắn đang che giấu thực lực. Nếu chúng ta ra tay có lẽ sẽ thắng, nhưng chắc chắn sẽ rất thảm, phải trả cái giá rất đắt. Ngoài ra, hắn dám giả làm thiếu quốc chủ Thiên Yêu Quốc, điều này có nghĩa gì? Nghĩa là hắn hoàn toàn không sợ Thiên Yêu Quốc, lai lịch của hắn không hề đơn giản. Gã cao to, đáng tiếc. Người thanh niên cười, đúng là đáng tiếc, ban nãy suýt nữa ta đã không kiềm được mà ra tay, nhưng còn sống mới quan trọng. Y cũng muốn đánh cược một phen, chỉ cần lấy được một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, không chỉ có vận mệnh của huynh đệ họ mà ngay cả thân nhân cũng được thay đổi. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Hấp dẫn quá lớn. Nhưng y nhịn được. Khi đối mặt Diệp Huyên, trực giác mách rằng y đánh không lại thiếu niên này. Y đã tin tưởng nó. Lúc này, cô gái áo đen kia bỗng nói, bọn chúng sắp ra tay. Người thanh niên nhìn về phía xa, cười, được, để rồi xem lựa chọn của ta là sai hay đúng. Chấm chấm chấm. Xa xa, ở nơi cuối đường. Đạo nhất lên tiếng, ngươi làm cách nào mà có được suối nguồn vĩnh sinh cấp thần này? Diệp Huyên cười, một người bạn tặng cho. Đạo nhất, thế bạn ngươi làm cách nào lấy được? Diệp Huyên, cha ta giúp. Đạo nhất. Bỗng lão Lý nói, Diệp công tử, chúng ta sắp đến Đại Linh Thần Cung rồi. Chỉ cần đi hết con phố trước mặt là sẽ đến khu cấm võ, khi ấy sẽ không ai dám ra tay với chúng ta. Khu cấm võ. Diệp Huyên cau mày, là gì? Lão Lý vội giải thích, chính là khu vực cấm dùng vũ lực. Đây là quy định do Đại Linh Thần Cung đặt ra, phàm là khu cấm võ thì không ai được phép động thủ. Bằng không thì chính là tuyên chiến với Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên cười, nghĩa là khu vực an toàn. Lão Lý gật đầu, đúng vậy.
Diệp Huyên, vậy phải đi nhanh lên. Lão Lý gật đầu, còn đang muốn nói tiếp thì đã có một lão già xuất hiện trước mặt họ. Tuyệt trần cảnh đỉnh cao. Theo đó, dần già có mười mấy người áo đen hiện ra vây quanh nhóm Diệp Huyên. Tất cả đều là tuyệt trần cảnh. Lão già nhìn hắn, suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, ngươi. Nào ngờ Diệp Huyên đã bước tới trước, sau đó là một thanh kiếm xuyên qua giữa trán lão. Phập. Máu tươi phun ra tung tóe. Giết chết trong nháy mắt. Hình ảnh này khiến những người có mặt ngây ra như phỗng. Giết luôn rồi. Đến đạo nhất cũng giật mình. Diệp Huyên giờ đây đã có thể ra tay với cường giả tuyệt trần cảnh sao? Diệp Huyên đi đến, khẽ lắc đầu, yếu vậy, ta còn chưa dùng bao nhiêu sức mà. Rồi hắn lấy nhẫn chứa đồ của lão đi, bên trong là trừng triệu viên vĩnh sinh thánh tinh. Dầu to rồi. Diệp Huyên cười khà khà. Khi thấy hắn xoay qua nhìn mình, đám người áo đen biến sắc, lập tức biến mất tại chỗ. Chạy thôi. Hắn có thể giết cường giả tuyệt trần cảnh bằng một kiếm. Đây còn là đăng thiên cảnh ư. Sợ là đã đến thời không cảnh rồi chứ. Diệp Huyên nói với đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất, người đã mạnh đến vậy rồi à? Diệp Huyên cười, bình thường thôi. Đạo nhất. Ba người tiếp tục đi. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, trong lòng đã vô cùng chấn động. Bọn họ mới không gặp nhau bao lâu. Mà hắn đã đạt đến trình độ này. Hắn tu luyện kiểu gì vậy? Thế này căn bản là không bình thường. Quá nghịch thiên. Đương lúc chuẩn bước vào khu cấm võ, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó mà dừng bước. Đoạn hắn quay ra đằng sau, gọi Linh Sơ xuất hiện, ta sắp bước vào khu cấm võ rồi, ai muốn ra tay thì bây giờ còn kịp. Bốn bề tĩnh lặng. Diệp Huyên cau mày, không đánh thật à, đây là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần đấy nhé. Vẫn không ai lên tiếng. Diệp Huyên, không ai làm gì thì ta vào đấy. Đây là cơ hội nghìn năm một thuở, lỡ mất đi là không có cửa khác đâu, nghĩ cho kỹ đi. Lão Lý nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Diệp Huyên bỗng lên giọng, ra đây cướp lẹ coi. Ta thật sự chỉ mới đến đăng thiên cảnh, không có ai chống lưng, một thân một mình. Tới cướp đi. Sau một hồi im lặng, bỗng có giọng nói truyền đến từ cuối phó, có quỷ mới tin mi. Diệp Huyên. Có quỷ mới tin mi. Câu nói này khiến Diệp Huyên không biết phải đáp lại thế nào. Bà cha nó, bọn này không chịu ra tay. Đạo nhất liếc xéo hắn, cái tên nhà ngươi. Diệp Huyên bật cười, đi thôi. Ba người đi về phía Đại Linh Thần Cung. Những cường giả phía sau thì lục tục tản đi. Cuối cùng vẫn là không ai dám ra tay. Có thể giết tuyệt trần cảnh trong nháy mắt. Mà bản thân còn là đăng thiên cảnh, quá mức khủng khiếp. Tuyệt đối không phải người thường. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thần tốt đó, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Trong bóng tối, người thanh niên định đánh cướp Diệp Huyên trước kia bỗng cười, xem ra trực giác của ta vẫn đúng. Gã cao to đứng bên y gật gù, kiếm đạo của người này rất mạnh. Người thanh niên, đường kiếm ban nãy của hắn cũng tùy tiện vô cùng. Gã cao to nghe vậy thì đanh mặt lại. Người thanh niên hạ giọng, dám nghênh ngang phách lối như vậy, hắn cho dù không phải người Thiên Yêu Quốc thì cũng thuộc về một siêu thế lực như Tiểu Động Thiên. Chỗ dựa thế này, trêu vào không nổi, tản đi. Nói xong, y xoay người rời đi. Gã cao to lưỡng lự một hồi rồi nói, đáng tiếc thật. Đoạn gã và cô gái áo đen cùng rời đi. Chấm chấm chấm. Đại Linh Thần Cung. Nơi này tọa lạc ở trung tâm cổ thần thành, là nòng cốt cho cả tòa thành lẫn toàn bộ tinh vực cổ thần. Nó hiển nhiên chính là thánh địa với những người tu hành ở khắp chư thiên vạn giới. Bởi vì ở đây có văn minh võ đạo tân tiến nhất, hơn nữa Đại Linh Thần Cung còn nắm trong tay 8 dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Nếu được tu hành tại đây, tốc độ có thể đề cao ít nhất mấy chục lần. Có một câu nói thế này, trong Đại Linh Thần Cung không có kẻ yếu. Vì vậy vô số người tranh nhau gia nhập, chỉ cần vào được Đại Linh Thần Cung thì chẳng khác gì một bước lên trời. Nhưng tiêu chuẩn thu nhận của Đại Linh Thần Cung cũng rất cao. Bọn họ chỉ chú trọng đến thiên phú. Thiên phú. Chỉ cần ngươi có được nó thì dù có là người phàm, họ cũng sẵn lòng thu nạp.
bởi vì họ có thể huấn luyện cho ngươi. Nhưng nếu không có thiên phú thì ngươi có đạt đến tuyệt trần cảnh, họ cũng không nhận. Vì lẽ này mà trong Đại Linh Thần Cung, thiên tài đông như bầy kiến. Chỉ trong chốc lát, ba người đã đi đến trước cổng vào Đại Linh Thần Cung, nơi đã có một đám người chen chúc. Đại Linh Thần Cung có tổng cộng 10 cổng như thế này, mỗi nơi đều phụ trách khảo nghiệm những thiên tài đến đây muốn gia nhập. Cho dù là thời đại nào đi nữa, nhân tài luôn có một vị trí vô cùng quan trọng. Vì vậy nên Đại Linh Thần Cung mới mở ra 10 cánh cổng này, nhằm mục đích không để bỏ sót bất kỳ một thiên tài và yêu nghiệt chân chính nào. Lão Lý bỗng chỉ về bên phải, Diệp Thiếu có thấy cái đài bên kia không? Diệp Huyên nhìn theo, thấy ở bên dưới bức tường là một đài cao hình tròn dài mấy chục trượng. Diệp Huyên, đó là gì? Lão Lý, là đài tổ tiên. Diệp Huyên khẽ cau mày, đài tổ tiên. Lão Lý gật đầu, do tổ tiên Đại Linh Thần Cung để lại, bên trong là một hồn phách của vị ấy. Để ngăn ngừa Đại Linh Thần Cung trở nên suy đồi mục nát, vị ấy đã cất công dựng nên đài này. Phàm là kẻ nào bị vu tội thiên vị bất công đều có thể đến đây để vị ấy tự mình kiểm nghiệm. Diệp Huyên, tổ tiên tự mình kiểm nghiệm. Lão Lý gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười, thú vị. Lão Lý lại nói, nhưng đài tổ tiên còn có tên là đài chịu chết, bởi vì một khi người bước lên đó không được tổ tiên công nhận thì sẽ lập tức bị diệt trừ. Từ cổ chí kim, chỉ có duy nhất một người có thể bước xuống từ đài chịu chết này. Diệp Huyên, là ai? Lão Lý, yêu nghiệt đứng đầu Đại Linh Thần Cung hiện nay, Lý Yêu Giả. Chưa đến 20 đã đạt đến bán bộ tiểu thánh. Chưa đến 20 đã đạt đến bán bộ tiểu thánh. Diệp Huyên nghe vậy, hai mắt híp lại, đù, thiên phú này hình như còn khủng hơn cả mình. Lão Lý lại nói, điều đáng nói là Lý Yêu Dạ này vốn không cần bước lên đài chịu chết, bởi vì hắn ta đã được cung chủ Đại Linh Thần Cung nhận làm đệ tử thân truyền. Diệp Huyên cười, vậy hắn ta tốn công làm điều thừa là để được tổ tiên Đại Linh Thần Cung công nhận. Lão Lý gật đầu, đúng vậy, hành động ấy vô cùng mạo hiểm, chỉ cần tổ tiên không công nhận thì hắn ta sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Cho dù là cung chủ đương nhiệm cũng không cứu được. Nhưng hắn ta làm được. Diệp Huyên, thiên tài thường kiêu ngạo như vậy. Sau đó quay sang hỏi Đạo Nhất, có đủ tự tin không? Đạo Nhất cười, cứ thử xem. Diệp Huyên gật đầu, lên đi, ta đợi cô. Đạo Nhất, được. Nàng ta cất bước đi về phía cánh cổng gần đó. Lão Lý nhìn theo với vẻ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên bỗng hỏi, ông cho rằng nàng không có cơ hội sao? Lão Lý gật đầu, rất khó. Diệp Huyên im lặng. Bản thân hắn cũng thấy vậy. Tuổi tác Đạo Nhất đã không còn nhỏ nữa nhưng chỉ mới đến đăng thiên cảnh. Nếu ở vũ trụ cửu duy thì nàng ta chắc chắn là siêu thiên tài, nhưng ở đây thì chắc chắn không đủ. Lúc này đã đến lượt nàng. Đạo Nhất trò chuyện chừng một khắc đồng hồ với một ông lão. Sau đó được ông ta đưa cho một tấm thẻ bài. Đạo Nhất cong cong khóe môi trở lại bên cạnh Diệp Huyên, giơ nó lên, thành công. Diệp Huyên tò mò, cô làm cách nào vậy? Đạo Nhất cười, bọn họ không kiểm tra cảnh giới. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng chắc chắn đã hỏi cô gì đó, đúng không? Đạo Nhất, ta nói ta muốn học pháp tắc chi đạo, ông ta bèn hỏi vài câu. Diệp Huyên, cô đáp đúng hết. Đạo Nhất cười khì, dĩ nhiên. Diệp Huyên giơ ngón cái, ngầu. Hắn chợt phát hiện Đạo Nhất là người duy nhất thông qua khảo nghiệm cho đến lúc này. Lão Lý cũng vội vàng ôm quyền, chúc mừng cô nương. Đạo Nhất khẽ cười, đa tạ. Sau đó nàng ta hỏi Diệp Huyên, người muốn đi thử không? Hắn chớp mắt, ta á. Đạo Nhất gật đầu, thử xem. Diệp Huyên còn do dự. Nhưng đã bị Đạo Nhất lôi đi. Nàng ta cũng hy vọng hắn có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung, có bạn đi cùng lúc nào cũng tốt hơn. Thế là Diệp Huyên bị kéo đến cổng khảo sát, đợi một hồi lâu mới đến lượt. Hắn bị đẩy nhẹ đến trước mặt một ông lão, nghe ông ta nói, 23, đăng thiên cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão, khí tức rất mạnh, cảnh giới không giả dối, nhưng còn kém rất nhiều. Lấy tuổi tác của người ít nhất nên đến tuyệt trần cảnh. Người kế tiếp. Bị loại thẳng tay. Diệp Huyên cười hỏi, không phải đã nói không xét cảnh giới sao? Ông lão nhìn hắn, nếu có sở trường khác thì có thể thể hiện,
Diệp Huyên, thời không chi đạo. Ông lão, người hiểu biết về thời không chi đạo. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão ra vẻ hứng thú, nói nghe xem. Diệp Huyên, thời gian và không gian là không thể tách rời, chúng. Ăn nói hàm hồ. Nào ngờ ông lão bỗng ngắt lời hắn, thời gian và không gian không thể tách rời. Đây là hiểu biết của ngươi. Diệp Huyên ngẩn ra, có vấn đề gì sao? Ông lão lạnh giọng nói, thời gian là thời gian, không gian là không gian. Chúng tồn tại độc lập với nhau, ngươi lại nói không thể tách rời, thật là hoang đường. Diệp Huyên cau mày, chẳng lẽ Thanh Nhi nói sai? Không thể nào. Phải là Thanh Nhi hiểu biết vượt bậc mới đúng. Nghĩ vậy, hắn cười nói, ta nói sai rồi, xin cáo từ. Sau đó xoay người bước đi. Hắn cũng không thật sự muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung, vì vậy cũng chẳng buồn giải thích. Nào ngờ ông lão kia lại gọi theo, chậm đã. Diệp Huyên dừng bước quay lại, thấy ông ta nhìn mình, ai nói với người thời gian và không gian không thể tách rời. Diệp Huyên, muội muội ta. Ông lão cau mày, nàng ta đang ngộ nhận sai lầm. Thời gian là thời gian, không gian là không gian, chúng tồn tại độc lập với nhau, sao lại nói không thể tách rời? Diệp Huyên cười nói, ta nói sai rồi, xin cáo từ. Sau đó xoay người bước đi. Hắn cảm thấy mình không cần phải giải thích gì cả. Bởi những lời của Thanh Nhi thật sự đã vượt quá lẽ thường, ngay cả những pháp tắc tối cao còn không hiểu hết thì nói chi những người này, nói chi ông lão này. Bỗng có một giọng nói cất lên, chậm đã. Diệp Huyên dừng bước quay lại, thấy một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi đến. Ông lão kia thấy người này thì cung kính thi lễ, tham kiến cổ thanh trưởng lão. Người đàn ông mỉm cười, không cần đa lễ. Sau đó ông ta nhìn Diệp Huyên, ta thấy người này không tệ, để hắn đi theo ta đi. Ngay lập tức, mọi ánh mắt của người nơi đó đều tập trung vào Diệp Huyên. Ánh mắt nào cũng mang theo vẻ kỳ quặc. Đây rõ ràng là con ông cháu cha. Đã bị loại mà giờ lại được nhận. Đi cửa sau. Diệp Huyên nhìn cổ thanh trưởng lão, chúng ta có quen biết nhau sao trưởng lão? Cổ thanh cười, chẳng phải đã quen rồi đấy thôi. Diệp Huyên do dự, nhưng ta đã bị loại. Cổ thanh bật cười, ai bảo thế? Ta là trưởng lão trưởng sự ở ngoại môn, có quyền thu nhận bất kỳ ai. Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung ta. Đệ tử ngoại môn. Diệp Huyên lắc đầu lia lịa, cổ trưởng lão, ta đã bị loại rồi. Cổ thanh, ngươi xem khảo nghiệm của Đại Linh Thần Cung là trò đùa sao? Diệp Huyên im lặng. Con mẹ nó. Hắn đánh hơi được âm mưu ở đây. Cổ thanh ném cho hắn một tấm thẻ bài gỗ, theo ta. Diệp Huyên do dự, ông thật sự muốn nhận ta sao? Cổ thanh nhìn hắn, có vấn đề gì không? Diệp Huyên, ta chỉ mới đến đăng thiên cảnh. Cổ thanh, ngươi không muốn vào Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên gật đầu. Cổ thanh lạnh lùng nói, vậy còn đến tham gia khảo hạch. Diệp Huyên, nhưng ta có thông qua đâu. Lúc này, ông lão kia bỗng lên tiếng, thông qua. Ngươi vừa nói thời gian không thể tách rời là hoàn toàn chính xác. Diệp Huyên quay phát lại nhìn ông ta đầy kinh ngạc. Cái đậu má, ông lươn lẹo đến vậy luôn hả? Gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên hơi cạn lời. Hắn chưa từng nghĩ đến việc gia nhập Đại Linh Thần Cung, dù sao trong một tông môn luôn có rất nhiều hạn chế, hắn không muốn bị ràng buộc. Hơn nữa hắn là kiếm tu, hắn không nghĩ Đại Linh Thần Cung có thể giúp gì cho mình. Và lại, hắn cảm thấy chuyện này không được bình thường. Tại sao người này đột nhiên yêu cầu mình gia nhập Đại Linh Thần Cung chứ? Lúc này, Đạo Nhất cười nói, cùng nhau gia nhập đi. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất khẽ mỉm cười, có một người đi cùng cũng tốt. Hơn nữa, người cũng có thể học tập. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu, vậy ta đi cùng cô một khoảng thời gian. Đạo Nhất hơi nhếch môi, được. Diệp Huyên nhìn về phía Cổ Thanh, ta gia nhập. Cổ Thanh nhìn Diệp Huyên, hai người đi theo ta. Dứt lời, y xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên như nhớ đến điều gì, hắn xoay người nhìn về phía Lão Lý, hắn bấm tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Lão Lý. Lão Lý nhận lấy nhẫn chứa đồ xem thử, bên trong có khoảng 100 viên vĩnh sinh tiên tinh.
Lão Lý nhìn về phía Diệp Huyên, ngạc nhiên nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười, sau này đừng làm chuyện cướp bóc nữa. Sau đó, hắn dẫn theo đạo nhất xoay người đi về phía xa. Lão Lý đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau đó lắc đầu cười khẽ, xoay người rời đi. Khi nhìn thấy hai người Diệp Huyên tiến vào Đại Linh Thần Cung, những người bên ngoài đều rất tức giận. Đi cửa sau. Không ngờ Đại Linh Thần Cung này cũng có chuyện xấu xa như thế. Rất nhiều người thẳng thừng kháng nghị. Người đó chỉ mới là Đăng Thiên Cảnh, tại sao hắn có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung? Tại sao? Hắn cũng có thể gia nhập, tại sao ta thì không? Tại sao? Một nam thanh niên trước cửa căm tức nhìn bóng lưng ba người Diệp Huyên rời đi, siết chặt nắm đấm, hành động xấu xa. Đường đường là Đại Linh Thần Cung lại có hành động xấu xa như thế, thật sự khiến người ta khinh thường. Đại Linh Thần Cung này, ta không gia nhập cũng được. Một người khác bên cạnh hắn ta cất lời, huynh đài, hình như ngươi đã bị loại rồi mà. Người đàn ông lập tức nổi giận, liên quan mẹ gì đến ngươi? Người nọ. Trước cổng ngày càng có nhiều người bàn tán. Đi cửa sau. Hành động này rõ ràng rất đáng xấu hổ. Vì Đại Linh Thần Cung nhận người luôn rất nghiêm khắc, có thể nói là một tháng có khi còn không nhận được một người. Mà tháng này lại nhận tới hai người, chính là Diệp Huyên và Đạo Nhất. Những người còn lại đều bị loại hết. Vì thế, những người đứng trước cổng đều tức giận không thôi. Không ngờ lại có người đi cửa sau. Hành động này thật sự quá không công bằng. Chuyện này ngày càng ầm ĩ. Chẳng mấy chốc đã truyền vào Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên và Đạo Nhất được Cổ Thanh dẫn tới một ngọn núi. Đây là núi Linh Tú của Đại Linh Thần Cung, cũng là chỗ ở của đệ tử ngoại môn. Không thể không nói, Diệp Huyên vẫn thấy hơi khiếp sợ. Trên đường đến đây, cảnh giới thấp nhất của tất cả những người trong Đại Linh Thần Cung cũng là Đăng Thiên Cảnh. Mà Đăng Thiên Cảnh cũng có khí thế mạnh mẽ, vô cùng chất lượng. Thật sự không có một ai yếu cả. Lúc này, hắn nghĩ đến Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên và Đại Linh Thần Cung nổi tiếng như nhau, chắc chắn sẽ không thua kém gì nhau, lúc trước mình nói có thể chống lại Đại Linh Thần Cung hình như hơi khoác lác quá. Cổ Thanh dẫn Diệp Huyên và Đạo Nhất tới một trạch viện, sau đó nói, sau này các ngươi sẽ ở đây. Nói xong, ông ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên chợt cất lời, Cổ trưởng lão. Cổ Thanh xoay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười hỏi, có thể cho ta biết tại sao ông lại nhận ta không? Cổ Thanh đáp, với cảnh giới Đăng Thiên Cảnh lại có thể giết chết tuyệt trần cảnh trong nháy mắt, chắc chắn không phải thiên tài bình thường. Dứt lời, ông ấy rời đi. Diệp Huyên im lặng. Rõ ràng chuyện hắn giết người trên đường đi đã truyền đến tai Đại Linh Thần Cung. Nói cách khác, Đại Linh Thần Cung cũng biết chuyện hắn có suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Lúc này, Đạo Nhất cất lời, người đang lo lắng điều gì sao? Diệp Huyên cười đáp, không có gì. Dứt lời, hắn nhìn một vòng xung quanh. Không thể không nói, phong cảnh trên núi Linh Tú này cũng được. Vừa khéo ta cũng cần tĩnh tâm tu luyện một thời gian. Tu luyện Đăng Thiên Cảnh. Hắn phải giống với Thanh Nhi, tu luyện Đăng Thiên Cảnh đến mức tối đa. Sau khi được Thanh Nhi hướng dẫn, hắn phát hiện chỉ khi tu luyện cảnh giới đến mức tối đa thì mới có ý nghĩa. Nếu hắn tu luyện Đăng Thiên Cảnh đến cực hạn, đừng nói là thời không cảnh, e rằng cả tiểu thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Bất cứ một chuyện gì, cho dù là chuyện nhỏ, chỉ cần làm đến cực hạn thì đều vô cùng đáng sợ. Đạo Nhất cười nói, ta đi dạo một chút, ngươi tu luyện đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Nhất xoay người rời đi, còn Diệp Huyên thì đi vào trong trạch viện, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại. Một dòng sông thời gian nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là bản thu nhỏ. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu thời gian duy độ này. Cơ sở nghiên cứu của hắn là thời gian và không gian không thể chia lìa, nói cách khác, hắn chú trọng kết hợp thời gian và không gian. Chứ không phải nghiên cứu mỗi lực lượng thời gian. Mà lúc này Diệp Huyên vẫn không biết, chuyện hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung đã khiến Đại Linh Thần Cung xôn xao. Điện Linh Tú. Đây là nơi nghị sự của các trưởng lão ngoại môn, lúc này, trong điện có ba trưởng lão ngoại môn đang tập trung.
trong đó có cả Cổ Thanh. Đại trưởng lão ngoại môn nhìn về phía Cổ Thanh, chuyện này đang rất ầm ĩ. Cổ Thanh hờ hững nói, mặc kệ bọn họ. Đại trưởng lão ngoại môn nói với giọng điệu nặng nề, đăng thiên cảnh giết chết tuyệt trần cảnh không phải chuyện khó khăn gì, ít nhất trong ngoại môn ta có không ít đệ tử làm được như thế. Cổ Thanh nói, hắn là giết chết trong nháy mắt, hơn nữa còn giết một cách dễ dàng. Đại trưởng lão ngoại môn im lặng. Giết chết cao thủ tuyệt trần cảnh một cách dễ dàng. Không thể không nói chuyện này khá là khó khăn. Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh đại trưởng lão ngoại môn đột nhiên cười nói, theo điều tra của ta, tên này có một dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, hơn nữa hắn còn tự xưng là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc. Cổ Thanh lạnh nhạt nói, đại linh thần cung ta nhận người chưa từng xem lai lịch của đối phương, không phải sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, Cổ Thanh, ta không có ý gì khác. Người này thật sự không tầm thường, nhưng lại lịch của hắn khá thần bí, ta sợ mục đích của hắn không tốt. Cổ Thanh im lặng một lát rồi nói, Kỳ Lâm, chúng ta cần một người có thể trở nên xuất chúng. Nếu không, chúng ta sẽ bị quên lãng sớm thôi. Nghe vậy sắc mặt ba người trong điện đều trở nên khó coi. Thật ra người bên ngoài bây giờ hoàn toàn không biết hoàn cảnh của ngoại môn bây giờ vô cùng tệ hại. Vì đã có gần 50 năm không có đệ tử ngoại môn thăng cấp thành đệ tử nội môn rồi. Vì sao? Vì không có tư cách. Đối với người ngoài, muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung là một chuyện rất khó khăn, nhưng người bên ngoài đều không biết, đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn cũng khó như lên trời. 50 năm. Suốt 50 năm qua, núi Linh Tú không có ai có thể trở thành đệ tử nội môn. Còn về Lý Yêu Dạ, người ta là trực tiếp nhảy qua ngoại môn, nội môn và đệ tử chân truyền trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ. Cho nên hoàn toàn không thể tính là đệ tử ngoại môn. Vì thế, bây giờ ngoại môn vô cùng khó khăn, không chỉ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn khó khăn về cả tài nguyên. Vì tài nguyên bên trên cung cấp cho ngoại môn hàng năm cũng bắt đầu giảm đi. Bọn họ cảm thấy đệ tử ngoại môn không nên được hưởng thụ nhiều tài nguyên như thế. Ngoài ra, đãi ngộ của những trưởng lão ngoại môn như bọn họ cũng đang giảm xuống, hơn nữa còn giảm ngày càng nhiều. Đương nhiên điều khiến bọn họ không thể chịu được chính là vấn đề thể diện. Mỗi năm đến lúc tông môn tụ hội, trưởng lão ngoại môn và đệ tử ngoại môn luôn không được nể mặt. Bọn họ giống như người ngoài vậy. Quá mất mặt. Không thể chịu được. Lúc này, đại trưởng lão ngoại môn chợt nói, hắn làm được chứ? Cổ Thanh trầm giọng nói, người này khí thế hào hùng, hơn nữa còn cư xử có chừng mực. Không chỉ thế, hắn cũng không sợ hãi đại linh thần cung ta, chắc chắn lai lịch của hắn không hề tầm thường. Đương nhiên chúng ta cũng không cần quan tâm đến những điều này. Ý ta là, chắc chắn hắn có che giấu thực lực của mình. Về việc hắn có thể thông qua sát hạch nội môn hay không, ta không dám đảm bảo, nhưng ta cảm thấy hắn có cơ hội. Đại trưởng lão đáp, để ta đi thử hắn, nếu có khả năng, vậy chúng ta sẽ dốc hết sức đào tạo hắn, dù sao còn chưa đến 3 tháng là tới ngày sát hạch nội môn rồi. Dứt lời, lão lập tức biến mất. Cả Cổ Thanh và Kỳ Lâm cũng thế. Trong trạch viện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn đang nghiên cứu thời gian duy độ. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, trong miệng người đàn ông ngậm một cọng cỏ, khoanh hai tay, trông rất cả lơ phất phơ. Diệp Huyên dừng lại, quay đầu nhìn về phía gã, có chuyện gì à? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên đi cửa sau kia đúng không? Đi cửa sau. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười nói, đến bây giờ ta đều chưa từng đi cửa sau. Bình thường ta đều đi vào bằng cửa chính. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, người thật xấu xa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, người có ý gì? Tiểu Tháp đáp, không. Diệp Huyên. Lúc này, người đàn ông ở cách đó không xa đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, gã quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nhạt, đổ đi vào bằng cửa sau, ông đây xem thường loại người dựa vào quan hệ như ngươi nhất. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, mau cút đi cho ta. Người đàn ông cười gằn, tên nhóc đăng thiên cảnh, người có dám đi tới đài sinh tử với ta không? Chúng ta liều mạng với nhau. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, sắc mặt người đàn ông thay đổi, gã đang định ra tay thì một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày gã.
Người đàn ông hoảng hốt. Diệp Huyên nhìn gã, cười hỏi, đi đến đài sinh tử. Quyết đấu sinh tử à? Ít hầu của người đàn ông lăn lên lộn xuống, sau đó, đại ca, người mạnh đến thế sao? Diệp Huyên chớp mắt, đúng thế. Có phải rất bất ngờ không? Có phải rất ngạc nhiên không? Người đàn ông thoáng do dự, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết người mạnh như thế. Diệp Huyên nói, không phải muốn đến đài sinh tử sao? Đi thôi. Người đàn ông vội lắc đầu, đại ca ta sai rồi, ta không biết người mạnh như thế, người không phải đi cửa sau, người là đi cửa chính, đi cửa chính. Tiểu Tháp lại nói, hai tên biến thái này. Diệp Huyên đen mặt, Tiểu Tháp, người đang nói gì vậy? Sao lại biến thái? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Huyên thật sự thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc biến thái ở chỗ nào? Tiểu Tháp có ý gì? Tiểu Tháp không nói gì thêm. Diệp Huyên cạn lời, lúc này, ba người đại trưởng lão ngoại môn xuất hiện. Nhìn thấy ba người họ, người đàn ông trước mặt Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc khi nãy, gã cảm nhận được sát khí của Diệp Huyên. Đại trưởng lão ngoại môn nhìn người đàn ông, đi làm việc của ngươi đi. Người đàn ông vội vàng hành lễ, sau đó xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên nhìn về phía ba người đại trưởng lão ngoại môn, không nói gì. Đại trưởng lão ngoại môn quan sát hắn một lúc, người che giấu thực lực. Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không có, ta chỉ là đăng thiên cảnh thôi. Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, ngươi là đăng thiên cảnh, nhưng chiến lực của ngươi vượt xa đăng thiên cảnh. Diệp Huyên cười nói, trưởng lão, ta là một người thẳng thắn, không bằng mọi người nói thẳng được chứ. Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn lão, vì sao nhận ta vào Đại Linh Thần Cung? Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, vì ngươi đủ yêu nghiệt. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, ta biết, có lẽ ngươi cho rằng chúng ta có ý đồ với suối nguồn vĩnh sinh cấp thần của ngươi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng là từng nghĩ thế. Đại trưởng lão ngoại môn cười nói, yên tâm, chúng ta không quá hứng thú với suối nguồn vĩnh sinh cấp thần của ngươi đâu. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Đại trưởng lão ngoại môn nói, ngươi có thể có được thứ này, còn dám tùy tiện để lộ, đã đủ chứng minh ngươi chắc chắn không phải người bình thường. Hơn nữa trong ba người chúng ta, không ai có thể giữ được thứ này cả. Diệp Huyên cười nói, vậy các người có ý đồ gì với ta? Đại trưởng lão trầm giọng đáp, chỉ để ý thiên phú và thực lực của ngươi thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ta vẫn thấy hơi khó hiểu. Lúc này, Cổ Thanh cất lời, chúng ta muốn ngươi gia nhập nội môn. Diệp Huyên chớp mắt, gia nhập nội môn. Cổ Thanh gật đầu, ngoại môn ta đã 50 năm không có người có thể gia nhập nội môn rồi, mà bây giờ, hàng năm bên trên đều cắt giảm phúc lợi của ngoại môn. Nếu vẫn không có người có thể gia nhập nội môn, ngoại môn chúng ta sẽ thật sự toi đời. Diệp Huyên nhìn Cổ Thanh, chỉ thế thôi sao? Cổ Thanh gật đầu, chỉ thế thôi. Diệp Huyên cười hỏi, ta sẽ nhận được lợi ích gì? Lợi ích, nét mặt ba người đều hơi kỳ lạ, tên này còn đòi lợi ích, Cổ Thanh hơi do dự, sau đó nói, gia nhập nội môn, người sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Diệp Huyên cười nói, các ông cảm thấy ta có thiếu tài nguyên tu luyện à? Ba người hơi cạn lời. Tên này đã có riêng một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu không có lợi ích thì ta đi đây. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thật ra hắn đã muốn chạy đi từ lâu rồi. Hắn không muốn bị cuốn vào thị phi của Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Cổ Thanh chợt cất lời, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Cổ Thanh trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp gỡ những yêu nghiệt và thiên tài siêu cấp của nơi này sao? Diệp Huyên im lặng. Cổ Thanh lại nói, trong nội môn, thiên tài yêu nghiệt như mây, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bọn họ sao? Diệp Huyên nhìn Cổ Thanh, yêu nghiệt lắm ư. Cổ Thanh lại nói, ở nội môn, cảnh giới thấp nhất cũng là tuyệt trần cảnh, hơn nữa gần như đều có thể vượt cấp giết chết cường giả hơn tuyệt trần cảnh, thậm chí hai người đứng đầu còn có thể vượt cấp giết chết thời không cảnh. Mà đệ tử chân truyền trên nội môn càng đáng sợ hơn. Diệp Huyên hỏi, đáng sợ đến mức nào?
Cổ Thanh cười khẽ, ngươi từng nghe nói đến Lý Yêu Dạ chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghe nói hắn ta là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu Đại Linh Thần Cung trước giờ. Cổ Thanh gật đầu, hắn ta chưa đến 20 tuổi đã là tiểu thánh nhân. Còn bây giờ, đã không ai biết hắn ta đạt tới cấp bậc nào rồi. Thực lực của hắn ta giống như tinh không vũ trụ rộng lớn kia vậy, sâu không lường được. Lúc này, đại trưởng lão ngoại môn cũng nói, không chỉ có Lý Yêu Dạ, mấy đệ tử chân truyền kia cũng không có kẻ nào yếu. Đều là cao thủ siêu cấp. Dứt lời, lão nhìn về phía Diệp Huyên, có hứng thú đi trải nghiệm thử không? Diệp Huyên cười nói, có. Thật ra lần này hắn đến tinh vực cổ thần là vì muốn gặp thiên tài yêu nghiệt nhất của nơi này. Phụ thân từng nói, nơi này có cường giả có cảnh giới đỉnh cao nhất trong các cảnh giới hiện có. Đương nhiên là hắn muốn mở mang tầm mắt rồi. Hắn chưa từng cảm thấy mình là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, vì hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Đương nhiên hắn cũng không sợ bất cứ một ai trong thế hệ trẻ. Nghe thấy Diệp Huyên đồng ý, ba người trưởng lão đều nở nụ cười. Dù bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ thực lực của Diệp Huyên, nhưng nếu Diệp Huyên đã đồng ý thì chắc chắn hắn cũng có chút bản lĩnh. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, còn 3 tháng nữa là đến ngày sát hạch nội môn, cho nên chúng ta chỉ có 3 tháng thôi, trong vòng 3 tháng, chúng ta sẽ nghĩ cách để ngươi đột phá tuyệt trần cảnh. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, ta không tu luyện cảnh giới. Không tu luyện cảnh giới, ba người đều hơi nghi ngờ. Diệp Huyên cười giải thích, ta không chú trọng cảnh giới. Kỷ Lâm còn muốn nói gì đó nhưng lúc này, Cổ Thanh chợt lên tiếng, được. Kỷ Lâm nhìn về phía Cổ Thanh cười, trong vòng 3 tháng, ngươi cần gì cứ nói với chúng ta, chỉ cần trong khả năng cho phép, chúng ta sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ta cần một nơi yên tĩnh để tu luyện. Cổ Thanh đáp, đi theo ta. Dứt lời, ông ấy vung tay phải, dẫn theo Diệp Huyên cùng biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã ở trong một vùng tinh không. Diệp Huyên nhìn xung quanh, tinh không sâu thẳm, không thể nhìn thấy điểm cuối. Cổ Thanh cười giải thích, đây là chỗ tu luyện ngoài tinh không do Đại Linh Thần Cung mở ra, mỗi vùng tinh không đều là một tinh vực thời không đơn độc, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, cho dù ngươi tu luyện hay phá hoại thế nào cũng được. Chẳng những thế, mỗi tinh vực tu luyện đều sẽ có một linh mạch, tinh vực tu luyện của đệ tử chân truyền còn kết hợp với mấy dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh, tu luyện như thế mới thật sự đáng sợ. Diệp Huyên nhẹ giọng thắc mắc, lợi hại thật, chắc là có nhiều người muốn trở thành đệ tử chân truyền lắm đúng không? Cổ Thanh gật đầu, vô cùng nhiều. Chỉ cần trở thành đệ tử chân truyền, thì tài nguyên tu luyện nhận được sẽ nhiều đến mức ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Theo ta biết, nếu trở thành đệ tử chân truyền, chẳng những vĩnh viễn có nơi tu luyện riêng ngoài tinh không còn có rất nhiều đặc quyền khác nữa. Ví dụ như mỗi năm bọn họ có thể mượn trước vĩnh sinh thần tinh của tông môn, còn có thể đi vào thần võ các đọc tâm đắc tu luyện của vô số cường giả bất cứ lúc nào, quan trọng nhất là bọn họ có thể điều động một số lượng cường giả tông môn nhất định để phục vụ mình. Ngoài ra, bọn họ còn rất nhiều quyền lợi khác nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể điều động cường giả của Đại Linh Thần Cung ư? Cổ Thanh gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi tò mò, tổng cộng có bao nhiêu đệ tử chân truyền thế? Cổ Thanh đáp, 6 người. Diệp Huyên sửng sốt, 6 người, ít thế. Cổ Thanh cười khổ, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền. Muốn trở thành đệ tử chân truyền là một việc quá khó khăn. Sau này nếu có cơ hội tiếp xúc, người sẽ biết nó khó khăn đến mức nào. Đệ tử chân truyền. Diệp Huyên gật đầu, thật ra trong lòng hắn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp Đại Linh Thần Cung này rồi. Không hổ là thế lực siêu cấp cổ xưa. Đây mới thật sự là võ đài lớn chứ. Cổ Thanh đột nhiên nói, đây là nơi tu luyện trong tinh không của ta, dù không được tốt lắm nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được. Khoảng thời gian này, người cứ tu luyện ở đây, yên tâm sẽ không có ai đến làm phiền ngươi đâu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, 3 tháng sau chính là ngày sát hạch nội môn, ngươi nhất định phải đến, Diệp Huyên gật đầu ta biết rồi. Cổ Thanh gật nhẹ đầu, vậy ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện, có chuyện gì thì gọi ta. Nói xong, ông ấy xoay người biến mất. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh,
Hắn vung tay áo, bốn dòng sông thời gian duy độ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Bây giờ hắn đã có thể ngưng tụ ra bốn dòng sông duy độ rồi. Dù không nhiều, nhưng hắn đã dần nắm bắt được một vài thứ quan trọng. Mà điều này cũng khiến hắn chắc chắn mình thật sự có thể làm đến vô hạn. Linh Tú Phong. Đại trưởng lão ngoại môn nhìn Cổ Thanh, có điều tra ra lai lịch của hắn không? Cổ Thanh lắc đầu, vẫn chưa. Dù hắn nói hắn là thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc, nhưng thiếu quốc chủ của Thiên Yêu Quốc là nữ, cho nên chắc chắn không thể là hắn được. Còn về cái tên của hắn, ta không biết dùng tên giả hay thế nào, chưa từng nghe nói tới. Chưa từng nghe nói tới. Đại trưởng lão ngoại môn hơi xa sầm mặt, không nói gì. Một người ngay cả Đại Linh Thần Cung cũng không thể điều tra, đúng là không đơn giản. Thật ra lão không biết rằng đó là vì vũ trụ của Diệp Huyên cách nơi này quá xa. Lúc này, Kỳ Lâm chợt nói, đừng quan tâm những chuyện đó nữa. Dù sao bây giờ hắn cũng là người của Đại Linh Thần Cung ta. Hơn nữa hắn còn là một kiếm tu, chỉ với điều này, chúng ta đã không cần phải lo lắng rồi. Kiếm tu. Dù cũng có kiếm tu bại hoại, nhưng rất ít. Kiếm tu bình thường đều có nhân phẩm tốt, dù sao kiếm tu vẫn luôn không thẹn với lòng, không quên khát vọng ban đầu. Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, cũng phải. Dứt lời, lão nhìn Kỳ Lâm, Lý Tu Nhiên đâu? Kỳ Lâm trầm giọng nói, hắn ta đã đạt tới tuyệt trần cảnh. Nhưng bây giờ cảnh giới vẫn chưa ổn định lắm, nên vẫn đang củng cố cảnh giới. Tuyệt trần cảnh. Đại trưởng lão ngoại môn gật đầu, bây giờ cũng chỉ có mỗi Diệp Huyên có thể ra trận cho ngoại môn chúng ta mà thôi. Cổ Thanh nhẹ giọng nói, lần này nếu lại không có ai tiến vào nội môn, vậy ngoại môn chúng ta. Nói đến đây, ông ấy không tiếp tục nữa. Nét mặt ba người đều trở nên nặng nề hơn. Tiểu Động Thiên, trước một căn nhà trúc, một ông lão ngồi bên cạnh sông nhỏ, ông ta khép hờ mắt, tay cầm một cây cần câu. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão, người áo đen cúi chào, động chủ, chúng ta đã tìm khắp chư thiên vạn giới, nhưng vẫn không tìm thấy cô gái váy trắng kia. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, tiếp tục tìm. Sống, ta muốn thấy người, chết, ta phải thấy xác. Cô gái váy trắng. Lần này Tiểu Động Thiên thiệt hại hai cường giả siêu cấp. Một vị bán bộ thánh nhân, một vị chuẩn thánh nhân. Lý Thanh Huyên kia chính là chuẩn thánh nhân. Trong thời không cảnh hoàn toàn không có kẻ thù. Gã muốn giành được thánh vị là chuyện quá dễ dàng. Nhưng bây giờ gã lại bị người ta giết chết. Chẳng những gã bị giết mà cả sư phụ của gã cũng thế. Như thế chẳng khác nào tuyên chiến với Tiểu Động Thiên cả. Lúc này, bóng đen kia chợt trầm giọng nói, động chủ, e rằng cô gái kia tối thiểu là đại thánh nhân. Tối thiểu là đại thánh nhân. Nét mặt ông lão không chút cảm xúc, đại thánh nhân thì sao chứ? Tiểu Động Thiên không sợ một vị đại thánh nhân. Vì trong Tiểu Động Thiên cũng có cường giả siêu cấp có cấp bậc đại thánh nhân, ngoài ra, tổ tiên của Tiểu Động Thiên còn có quan hệ sâu xa với pháp tắc tối cao của vùng vũ trụ hiện có này nữa. Có quan hệ này, kể cả tinh vực cổ thần và thiên yêu quốc cũng phải kiêng dè bọn họ ba phần. Pháp tắc tối cao của vũ trụ bấy giờ. Ai dám không kiêng dè chứ? Ông lão lại nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm cho ra. Người áo đen gật đầu, người của chúng ta đã dốc toàn lực tìm kiếm người này rồi. Nói xong, hắn ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, Diệp Huyên kia đã gia nhập Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung. Ông lão cau mày, hắn ta gia nhập Đại Linh Thần Cung. Người áo đen gật đầu, quan hệ của người này và cô gái váy trắng không tầm thường. Nếu có thể bắt được hắn ta, chắc chắn có thể biết được tung tích của cô gái váy trắng. Nhưng bây giờ người này đã gia nhập Đại Linh Thần Cung, chúng ta không tiện ra tay. Dù Tiểu Động Thiên không sợ Đại Linh Thần Cung, nhưng đó là địa bàn của Đại Linh Thần Cung, bọn họ cũng không dám ra tay bắt người. Chuyện này rất dễ khiến hai bên xảy ra chiến tranh. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, cũng sẽ có lúc hắn ta phải đi ra ngoài thôi. Người áo đen gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn ta lặng lẽ biến mất. Ông lão chậm rãi nhắm mắt, người động vào Tiểu Động Thiên ta, dù ở đâu cũng phải giết chết. Chỗ tu luyện tinh không, lúc này Diệp Huyên đã có thể ngưng tụ 10 dòng sông thời gian duy độ.
bây giờ hắn đã nắm được một vài cách. Quan trọng nhất là nhất định phải kết hợp thời gian và không gian. Bây giờ cả chất lượng và số lượng của dòng sông thời gian duy độ của hắn đều vượt xa trước đây. Mà hắn cũng càng hiểu rõ dòng sông thời gian duy độ này hơn. Mà càng hiểu lại càng dễ nắm bắt. Có một điều đáng nói là thuật rút kiếm của hắn bây giờ đã có thể chồng chất được 380 đạo rồi. Thật ra hắn rất muốn sử dụng kiếm Thanh Huyên để thử thuật rút kiếm này, nhưng hắn vẫn không dám. Vì hắn cũng không biết uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Thật sự chỉ uy lực của kiếm Thanh Huyên đã vô cùng đáng sợ rồi. Hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng kiếm Thanh Huyên. Thanh kiếm này quá đáng sợ, hắn sợ mình không khống chế được lực lượng của nó. Thời gian dần trôi, khoảng 2 tháng sau, Đạo Nhất đột nhiên đi tới chỗ tu luyện trong tinh không của Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, nàng ta cười nói, ra ngoài đi dạo một lát không? Diệp Huyên chớp mắt, ra ngoài đi dạo một lát. Đạo Nhất gật đầu, nghe nói có một trưởng lão nội môn ra ngoài giảng dạy, có hứng thú đi nghe giảng không? Diệp Huyên thẳng thừng lắc đầu, không có hứng thú. Đạo Nhất liếc hắn, coi như đi cùng ta đi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì có hứng thú. Đạo Nhất lắc đầu cười khẽ, trong lòng rất vui vẻ. Hai người rời khỏi chỗ tu luyện tinh không, đi tới một sàn diễn võ rộng lớn, nơi này rất rộng, rộng gần nghìn trượng. Mà lúc này, trong sàn diễn võ tập trung rất nhiều đệ tử ngoại môn. Khoảng mấy trăm người. Diệp Huyên nhìn những đệ tử ngoại môn kia, nhẹ giọng nói, những người này đều rất có thiên phú. Đạo Nhất gật đầu. Có thể trở thành đệ tử ngoại môn thật ra cũng không yếu, ở bên ngoài, có thể xem là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Đạo Nhất, mấy người A Mệnh đâu rồi? Đạo Nhất nhẹ giọng nói, bọn họ muốn ở lại nhà Trúc Phen Hồ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Rõ ràng mấy người A Mệnh vẫn không nỡ xa Diệp Thần. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, bọn họ không hận ngươi nữa. Không đúng, bọn họ đều chưa từng hận ngươi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vậy thì tốt. Đạo Nhất đang định nói tiếp thì có một giọng nói vang lên từ phía xa, ồ, đám người đi cửa sau kia đến rồi. Đám người đi cửa sau. Nghe thấy lời này, tất cả những đệ tử ngoại môn đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Đi cửa sau. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, tất cả đệ tử ngoại môn đều tỏ vẻ khinh thường. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, chúng ta đi vào bằng cửa sau à? Đạo Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ bọn họ nói ngươi chứ không phải ta. Diệp Huyên. Đạo Nhất cười nói, mặc kệ bọn họ. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên và Đạo Nhất, người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi không xứng đứng chung một chỗ với chúng ta. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ngươi cút xa một chút. Dứt lời, hắn lập tức cho người kia một bạt tai. Chát! Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt ra. Mọi người đều hoảng hốt. Sao nói ra tay là ra tay luôn thế? Diệp Huyên nhìn những đệ tử ngoại môn kia, sau đó cười nói, các ngươi còn có vấn đề gì không? Những đệ tử ngoại môn kia nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đề phòng. Người vừa bị Diệp Huyên đánh bay khi nãy thực lực cũng không yếu, nhưng thậm chí hắn ta còn không có sức đánh trả. Rõ ràng là Diệp Huyên này có thực lực. Thấy mọi người im lặng, Diệp Huyên cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy người đó, sắc mặt mấy đệ tử ngoại môn đều hơi thay đổi, sau đó cung kính hành lễ, bái kiến trưởng lão. Trưởng lão nội môn. Diệp Huyên nhìn ông lão, không thể không nói, khí thế của đối phương thật sự mạnh hơn ba người cổ thanh rất nhiều. Ông lão không thèm nhìn mọi người mà cứ thế ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy một quyển cổ tịch ra, võ chi đạo, cổ thần sơ khai. Những đệ tử ngoại môn bên dưới vội vàng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyên và Đạo Nhất cũng ngồi xuống. Lúc đầu, Diệp Huyên hơi lơ đễnh, nhưng một lát sau, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Không thể không nói, ông lão này rất có trình độ giảng dạy, giải thích một vài khái niệm nền tảng võ đạo vô cùng chi tiết. Những đệ tử ngoại môn đều nghe một cách nghiêm túc,
vì cơ hội này 3 tháng chỉ có một lần mà thôi. Trước kia là một tháng một lần, nhưng ngoại môn dần sa sút, cơ hội mỗi tháng một lần đã biến thành 3 tháng một lần, sau này có thể sẽ lâu hơn nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, ông lão đột nhiên cất cổ tịch, đứng dậy muốn rời đi. Lúc này, một đệ tử ngoại môn chợt nói, xin trưởng lão dừng bước. Ông lão nhìn về phía đệ tử ngoại môn kia, đệ tử đó hành lễ, trưởng lão, đệ tử có một chuyện không hiểu, khi nãy ngài nói võ chi đạo, quý ở thần. Ông lão chợt ngắt lời đệ tử kia, lạnh lùng nói, những vấn đề này đều là những vấn đề cơ bản, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để giải đáp. Nghe vậy, sắc mặt của đệ tử ngoại môn kia lập tức trở nên hơi khó coi. Có thể nói sắc mặt của tất cả các đệ tử ngoại môn đang có mặt đều rất khó coi. Trưởng lão nội môn này đến đây giảng dạy chẳng khác nào bố thí cả. Trưởng lão nội môn không nói gì nữa, thẳng thừng xoay người biến mất. Sắc mặt của mấy đệ tử ngoại môn xung quanh càng khó coi hơn. Đối phương hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Lúc này, Cổ Thanh xuất hiện, ông ấy nhìn mọi người, biết vì sao ông ta không tôn trọng các ngươi không? Mọi người lắc đầu. Cổ Thanh nhìn bọn họ, vì ông ta là người của nội môn, còn các ngươi là ngoại môn. Nếu không vì có nhiệm vụ, bọn họ sẽ không đến ngoại môn giảng bài cho các ngươi. Một đệ tử ngoại môn trầm giọng phản bác, trưởng lão, nhưng chúng ta cũng là đệ tử của Đại Linh Thần Cung mà. Cổ Thanh nhìn hắn ta, ngươi nói đúng, chúng ta cũng là người của Đại Linh Thần Cung, nhưng trong Đại Linh Thần Cung cũng có phân biệt nội môn và ngoại môn. Hơn nữa không chỉ Đại Linh Thần Cung mà bất cứ một nơi nào trên vũ trụ cũng thế, chỉ có cường giả mới được người khác tôn trọng. Các ngươi muốn có được sự tôn trọng của bọn họ thì phải tiến vào nội môn, chỉ khi đó, bọn họ mới sẽ tôn trọng các ngươi. Tiến vào nội môn, nghe vậy, sắc mặt những đệ tử ngoại môn kia càng trở nên khó coi hơn. Vì tiến vào nội môn là một chuyện quá khó khăn. Rất nhiều người đều sắp tuyệt vọng rồi. Thậm chí bọn họ còn thấy đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cổ Thanh lại nói, Diệp Huyên, Lý Tu Nhiên và Đạo Nhất ở lại, những người còn lại giải tán. Nghe vậy, mấy đệ tử ngoại môn nhìn nhau, sau đó dần giải tán. Sàn diễn võ chỉ còn lại Cổ Thanh, Lý Tu Nhiên, Diệp Huyên và Đạo Nhất. Cổ Thanh nhìn Lý Tu Nhiên và Diệp Huyên, có lòng tin chứ? Lý Tu Nhiên đáp, 6 phần. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, đang nói đến việc gia nhập nội môn à? Cổ Thanh gật đầu. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, gia nhập nội môn thật sự rất khó khăn ư. Cổ Thanh gật đầu, không phải khó khăn bình thường đâu. Diệp Huyên cười đáp, đến lúc đó thử mới biết được. Cổ Thanh nhìn Diệp Huyên, gật đầu, lát nữa ba người các ngươi đi theo ta đến Lâm Lang Các một chuyến. Nghe vậy, Lý Tu Nhiên tỏ vẻ kích động, Lâm Lang Các. Cổ Thanh gật đầu, chúng ta đã cầu xin rất lâu mới xin được ba vị trí. Diệp Huyên chợt thấy tò mò, Lâm Lang Các này là đâu vậy? Lý Tu Nhiên nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, hình như Huynh không biết gì cả. Diệp Huyên cười đáp, lần đầu tiên đến đây. Lý Tu Nhiên gật đầu, Lâm Lang Các này là một nơi rất đặc biệt. Là do một đệ tử chân truyền trước đây của Đại Linh Thần Cung sáng lập, mỗi lần họp thường niên sẽ tụ họp ở đây một lần, nhưng chỉ yêu nghiệt đứng đầu mới có tư cách tham gia. Dù là đệ tử nội môn cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có người được mời mới được tham gia thôi. Diệp Huyên lại hỏi, vào đó làm gì? Lý Tu Nhiên cười đáp, uống trà luận đạo, kết giao với anh tài trong thiên hạ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Cổ Thanh cười nói, các ngươi có thể đi để trải nghiệm. Lý Tu Nhiên hơi do dự, chắc chắn ba người chúng ta không có tư cách được mời, trưởng lão, ông. Cổ Thanh cười nói, đây là chúng ta mặt dày cầu xin sư phụ của mình. Các ngươi phải biết quý trọng cơ hội lần này, nếu có thể làm quen với một vài đệ tử nội môn thì càng tốt. Diệp Huyên khẽ thở dài, ngoại môn này đúng là thê thảm quá. Ngoại môn. Diệp Huyên không ngờ ngoại môn lại thê thảm như thế. Dù là người của Đại Linh Thần Cung, nhưng xem ra ngoại môn không có chút địa vị nào ở Đại Linh Thần Cung cả. Cổ Thanh lại nói, các ngươi chuẩn bị đi, sau đó đi tới Lâm Lang Các. Lý Tu Nhiên gật đầu, được. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh,
Đạo nhất cô nương, lát nữa chúng ta gặp nhau ở sơn môn nhé. Diệp Huyên gật đầu, được. Lý Tu Nhiên xoay người rời đi. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Cổ Thanh trưởng lão, vì sao địa vị của ngoại môn ở Đại Linh Thần Cung lại thấp thế? Chẳng lẽ vì bây giờ thực lực của ngoại môn khá yếu sao? Nếu thật sự là thế thì không đúng lắm. Những người ngoại môn thu nhận đều là người mới gia nhập tông môn, thực lực yếu một chút cũng là chuyện hiển nhiên mà. Cổ Thanh cười khổ, thật ra trước đây cũng không phải như thế. Chủ yếu là mấy chục năm nay, ngoại môn không có ai có thể thông qua sát hạch, trở thành đệ tử nội môn, hơn 50 năm trôi qua, giữa hai bên chúng ta dần rạn nứt. Vì thế lâu dần, đệ tử nội môn cũng bắt đầu xem thường đệ tử ngoại môn. Nói đúng hơn là thiên tài yêu nghiệt thế hệ trước xem thường thiên tài yêu nghiệt thế hệ này, cảm thấy thiên tài yêu nghiệt thế hệ này quá yếu. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao hơn 50 năm vẫn không có ai tiến vào nội môn? Là việc sát hạch trở nên nghiêm khắc sao? Cổ Thanh lắc đầu, không phải. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy vì sao lại thê thảm như thế? Cổ Thanh cười khổ, chúng ta cũng không biết, chúng ta đã cố hết sức đào tạo những người được nhận vào, nhưng mỗi lần sát hạch đều không có ai có thể thông qua. Mà bây giờ, phúc lợi của ngoại môn ngày càng ít đi, đây có thể nói là khó càng thêm khó. Năm nay nếu vẫn không có ai có thể thi vào nội môn thì tình thế của ngoại môn sẽ càng khó xử hơn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Cổ Thanh hơi do dự, sau đó hỏi, ngươi tự tin chứ? Diệp Huyên cười đáp, đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Cổ Thanh gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và Đạo Nhất đi tới trước sơn môn, lúc này, Lý Tu Nhiên đã chờ ở đây. Lý Tu Nhiên cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Ba người đi đến Lâm Lang Các. Lâm Lang Các không nằm trong cổ thần thành mà nằm ở một tinh không bên ngoài. Lý Tu Nhiên chợt nói, có lẽ Diệp Huynh không hiểu rõ Lâm Lang Các đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đây là lần đầu tiên nghe nói tới. Lý Tu Nhiên cười nói, Lâm Lang Các này là do Tiêu Lâm Lang cô nương xây dựng, Diệp Huynh có biết Tiêu Lâm Lang không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Lý Tu Nhiên bật cười, Diệp Huynh, sao cái gì Huynh cũng không biết thế? Diệp Huyên cười đáp, đây là lần đầu tiên ta đến đây. Nói tiếp đi, Tiêu Lâm Lang này lợi hại lắm sao? Lý Tu Nhiên gật đầu, vô cùng lợi hại, là một cô gái rất thần bí, trước đây lúc gia nhập ngoại môn, nàng ta lập tức đi tham gia sát hạch nội môn, mà nàng ta là người thông qua sát hạch nội môn nhanh nhất từ trước đến nay. Sau khi trở thành đệ tử chân truyền, nàng ta sáng lập Lâm Lang Các này chỉ có thiên tài yêu nghiệt chân chính mới có tư cách tham gia. Diệp Huyên hỏi, Lâm Lang Các này chỉ là nơi uống trà luận đạo thôi sao? Lý Tu Nhiên cười nói, đây giống như một sân chơi vậy, vì người có thể đi vào chắc chắn đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa chắc chắn ra thế cũng không tầm thường. Mọi người làm quen với nhau đều có lợi ích rất lớn. Ngoài ra, trong đó còn có rất nhiều điển tịch và tâm pháp võ học quý giá, nhưng phải đưa ra điển tịch và tâm pháp võ học có giá trị tương ứng mới có thể xem được. Hơn nữa còn có phân đoạn luận đạo, mọi người có thể luận đạo với nhau, lấy mạnh bù yếu. Tóm lại nếu có thể tiến vào trong, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lý Tu Nhiên thoáng do dự, sau đó lại nói, thật ra ba người chúng ta không có tư cách được mời. Mấy người cổ trưởng lão lại cho chúng ta ba lá thư mới. Nói đến đây, hắn ta nhìn lá thư mời trong tay, ta nghi ngờ đây là giả. Diệp Huyên cười nói, Lý Huynh, đừng xem thường bản thân. Người khác có tôn trọng chúng ta hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải tôn trọng mình. Lý Tu Nhiên khẽ mỉm cười, đa tạ Diệp Huynh đã chỉ điểm. Có điều ta vẫn thấy rất áp lực, vì người bên trong đều là con cưng của trời, còn ta. Diệp Huyên lắc đầu, suy nghĩ này của huynh rất sai. Chúng ta có thể không bằng người khác, nhưng chúng ta không thể xem thường mình. Vì nếu cả huynh cũng xem thường bản thân, thì sao người khác có thể xem trọng huynh? Lý Tu Nhiên im lặng một lúc mới đáp, ta hiểu rồi. Diệp Huyên cười nói, xem buổi tụ họp lần này là một buổi tụ họp bình thường là được. Sau khi đi vào, chúng ta muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Lý Tu Nhiên ngây người. Sau đó cười to, Diệp Huynh, Huynh đúng là thú vị. Trong lúc nói chuyện, ba người đã rời khỏi thành.
Vừa đi không bao lâu, Diệp Huyên chợt nhíu mày. Lý Tu Nhiên cũng hơi nhíu mày, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh trường mâu. Lúc này, Diệp Huyên chợt xoay người chém xuống một kiếm. Vụt, một tiếng xé rách vang lên, có tàn ảnh lùi xa mấy trăm trượng. Sát thủ! Lý Tu Nhiên lập tức nổi giận, to gan, dám ám sát người của Đại Linh Thần Cung. Lúc này, tàn ảnh bị Diệp Huyên chém lui kia lặng lẽ biến mất. Xung quanh không có hơi thở kỳ lạ nào nữa. Một đòn không trúng lập tức bỏ chạy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là ai? Là người đến cướp suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, hay là tiểu động thiên? Cũng có thể là người của Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc không có khả năng lắm. Có lẽ người mà Thanh Nhi giết đã đủ khiến Thiên Yêu Quốc phải khiếp sợ rồi. Còn tiểu động thiên, cũng có thể đối phương đến tìm mình báo thù. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, Huynh biết đó là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, kệ đi. Khi nãy hắn hơi lơ là, sau khi chém lui đối phương thì không tiếp tục ra tay. Thật ra hắn muốn giữ mạng của đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại lập tức bỏ chạy nhanh như thế. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, có cần trở về Đại Linh Thần Cung thông báo với mấy người trưởng lão Cổ Thanh không? Diệp Huyên cười, không cần, ta sẽ tự giải quyết. Lý Tu Nhiên hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Diệp Huyên nói, chúng ta đi đến Lâm Lang Các thôi. Sau khi ba người rời khỏi không bao lâu, một bóng đen xuất hiện, bóng đen đó đứng im một lát rồi nói, không ngờ hắn ta lại mạnh đến thế. Rất có thể. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa chân mày hắn ta. Phập. Bóng đen lập tức cứng đờ người. Mà Diệp Huyên lại xuất hiện một lần nữa, hắn hơi nhếch môi, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Lúc này, bóng đen kia chợt trở nên hư ảo. Tự bảo. Thấy thế, Diệp Huyên híp mắt lại. Cứ thế tự bảo luôn. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, ngươi là người của tiểu động thiên. Tay phải của bóng đen khẽ run, mà động tác nhỏ này đã bị Diệp Huyên nhìn thấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thật sự là người của tiểu động thiên. Mà lúc này, bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Sát thủ tuyệt trần cảnh. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu, xem thường ta quá. Với thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là tuyệt trần cảnh, kể cả thời không cảnh, hắn cũng có thể giết chết trong nháy mắt, hơn nữa, hắn còn không cần sử dụng kiếm Thanh Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người rời đi. Lâm Lang Các được xây ở giữa hồ, rất to, hơn nữa còn rất đẹp, toàn bộ lầu các đều được chế tác bằng thủy tinh, nếu vào ban đêm, ánh trăng và ánh sao chiếu xuống. Cả lầu các sẽ trở nên sáng rực, đẹp không thể tả, tựa như tiên cung vậy. Lúc ba người Diệp Huyên đi tới lối vào Lâm Lang Các, một cô gái xuất hiện trước mặt ba người họ, cô gái mặc váy trắng, dung mạo tuyệt trần, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt. Cô gái khẽ mỉm cười, ba vị, xin lấy thư mời ra. Ba người Diệp Huyên lấy thư mời ra, khi nhìn thấy thư mời của bọn họ, trong mắt cô gái có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, nàng ta không nhiều lời. Trả thư mời lại cho bọn họ, sau đó cười nói, mời ba vị vào các. Lý Tu Nhiên chắp tay, đa tạ. Ba người tiến vào Lâm Lang Các, sau khi vào trong, bọn họ đều hơi ngạc nhiên. Lâm Lang Các khác với vẻ bề ngoài, bên trong trang trí vô cùng đơn giản, không hề sang trọng chút nào, bên trong với bên ngoài có thể nói là khác biệt một trời một vực. Lúc này, Lý Tu Nhiên cười nói, không biết lần này Lâm Lang cô nương kia có đến không? Cả Lý Yêu Dạ nữa. Diệp Huyên nhìn hắn ta, trước đây những buổi tụ họp thế này, Lâm Lang cô nương kia đều không đến à? Lý Tu Nhiên cười nói, không chắc, có lúc nàng ta sẽ xuất hiện, cũng có lúc không. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một vòng xung quanh, trong các rất rộng, ở trung tâm có một bàn tròn rất lớn, xung quanh bàn tròn là một vài cái bồ đoàn. Lý Tu Nhiên nói, có lẽ lát nữa đó sẽ là nơi luận đạo. Nói xong, hắn ta nhìn về phía xa, chúng ta đi tới nội các xem thử, nghe nói trong nội các có rất nhiều hộp triển lãm. Diệp Huyên gật đầu, được. Ba người đi vào nội các khá nhỏ, trong các có khoảng hơn 100 hộp thủy tinh, trong hộp có thần vật, cũng có một vài quyển trục. Lý Tu Nhiên đột nhiên đi tới trước một hộp thủy tinh, sắc mặt hắn ta trở nên nặng nề, hoang cổ quyền. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Lý Tu Nhiên,
hắn nhìn hộp thủy tinh kia, bên dưới có khắc ba chữ to, Hoang Cổ Quyền. Diệp Huyên nhìn Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, võ kỹ cấp thánh. Diệp Huyên nhíu mày, cấp thánh. Lý Tu Nhiên gật đầu, võ kỹ chia làm 5 loại, lần lượt là cấp hư, cấp chân, cấp thánh, cấp thần, cấp cổ thần. Cho dù là trong Đại Linh Thần Cung, võ kỹ và tâm pháp cấp thánh cũng là một thứ rất quý giá. Chỉ có mấy đệ tử nòng cốt của nội môn mới có tư cách tu luyện. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng, hắn đi tới trước hộp thủy tinh ở giữa, nhưng vừa muốn đến gần, hắn đã bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Có trận pháp. Diệp Huyên nhìn hộp thủy tinh kia, dưới đó có khắc hai chữ to kiếm tuyệt. Kiếm kỹ. Hơn nữa còn là kiếm kỹ cấp thần. Diệp Huyên lập tức thấy hứng thú. Diệp Huyên quay đầu nhìn Lý Tu Nhiên, cười hỏi, Lý Huynh, phải làm sao mới lấy được kiếm kỹ cấp thần này? Lý Tu Nhiên nhìn hộp thủy tinh trước mặt Diệp Huyên, sau đó cười khổ, Diệp Huynh, e rằng Huynh không đổi được cái này đâu. Muốn có thứ này nhất định phải trao đổi bằng kiếm kỹ cùng cấp bậc. Diệp Huyên đang định đáp lời thì có một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa, Đăng Thiên Cảnh. Diệp Huyên xoay người, thấy một người đàn ông ở cách đó không xa đang nhìn mình. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, một tên Đăng Thiên Cảnh cũng có thể tiến vào Lâm Lang Các ư. Đang đùa à? Diệp Huyên đang định đáp lời thì người đàn ông kia lại nói, các ngươi là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Người đàn ông nhìn chằm chằm hắn, các ngươi hoàn toàn không có tư cách được mời. Dứt lời, trong mắt gã có ánh sáng lạnh lóe lên, đúng là to gan, các ngươi dám làm giả thư mời. Làm giả thư mời. Lời nói này lập tức thu hút ánh nhìn của một vài người trong Lâm Lang Các. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trước mặt cũng là người của Đại Linh Thần Cung. Nhưng rõ ràng đối phương là người của nội môn. Lúc này, một cô gái chậm rãi bước vào trong điện. Đó chính là cô gái từng tiếp đón ba người Diệp Huyên. Nhìn thấy cô gái, người đàn ông vội nói, a mà cô nương đến thật đúng lúc, ba người này làm giả thư mời trà trộn vào Lâm Lang Các, nên giết chết. A Mạc nhìn người đàn ông, Vương Tu công tử, ba người họ làm giả thư mời sao? Người đàn ông tên Vương Tu gật đầu, đúng thế. Ba người này đều là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung, hoàn toàn không có tư cách tiến vào Lâm Lang Các, thư mời trong tay bọn họ chắc chắn là giả. A Mạc nhìn về phía ba người Diệp Huyên nhìn Vương Tu, cười nói, Vương Huynh, đều là người của Đại Linh Thần Cung, cần gì phải thế chứ? Vương Tu vung tay áo, trong mắt lộ vẻ khinh thường, đệ tử ngoại môn các người là một đám đáng khinh, xứng xưng là người của Đại Linh Thần Cung sao? Diệp Huyên chợt hỏi, không phải người của Đại Linh Thần Cung thì là người của ai? Chẳng lẽ là người của Chiến Các? Nghe vậy, nét mặt Vương Tu trở nên cứng đờ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Vương Huynh, suy nghĩ này của ngươi nguy hiểm thật. Không ngờ ngươi lại không thừa nhận đệ tử ngoại môn là người của Đại Linh Thần Cung. Vương Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, châm chọc nói, thế nào, bây giờ đệ tử ngoại môn các ngươi chỉ còn giỏi mồm mép thôi sao? Diệp Huyên cười đáp, ta cảm thấy, dù là nội môn hay ngoại môn thì cũng là của Đại Linh Thần Cung. Nói rất hay. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên vỗ tay, các hạ nói rất hay. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông, hắn ta cười nói, tại hạ là Mạc Dã, đệ tử nội môn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chào Mạc Huynh. Mạc Dã cũng cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Vương Tu, Vương Huynh, dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn cũng là người của Đại Linh Thần Cung, nếu đã thế thì bỏ qua chuyện này đi. Vương Tu cười nhạt, bỏ qua. Mạc Dã, ta thừa nhận ngoại môn cũng là của Đại Linh Thần Cung, nhưng đừng trách ta nói thẳng, mấy người họ có tư cách vào Lâm Lang Các sao? Diệp Huyên cười đáp, có tư cách hay không do ngươi quyết định chắc. Vương Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đệ tử ngoại môn, ngươi đúng là phách lối. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó cười nói, thế này là phách lối sao? Ha ha! Lúc này, Lý Tu Nhiên bên cạnh Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, Vương Tu sư huynh, ba người chúng ta đều không có làm giả thư mời của chúng ta là sư tôn đưa, ông ấy. Nghe thấy lời này, xung quanh chợt ồn ào. Diệp Huyên cũng lắc đầu thở dài, đầu óc của người này đơn giản quá.
thư mời của ba người họ vốn đã không hợp lý rồi, dù sao người mà Lâm Lang Các mời cũng không phải ba người họ. Mà người kiểm tra thư mời ở bên ngoài là ai? Chính là A Mạc cô nương này. Mà sau khi gặp A Mạc cô nương, Vương Tu lại dám nói thư mời của bọn họ là giả, một là gã ngu xuẩn, hai là gã có mục đích khác. Lúc này, Vương Tu chợt bật cười, thì ra là sư phụ của các ngươi xin cho các ngươi. Hiểu rồi, ha ha. Nghe vậy, Lý Tu Nhiên lập tức lúng túng. Mà nét mặt của những người xung quanh cũng trở nên kỳ lạ. Thật ra không phải chuyện này chưa từng xảy ra, có tiền bối vì tạo cơ hội cho hậu bối sẽ thông qua quan hệ xin thư mời, sau đó đưa cho hậu bối của mình. Có điều chuyện thế này đều không ai nói thẳng. Mà lúc này Vương Tu lại vạch trần chuyện này, rõ ràng là muốn sỉ nhục ba người Diệp Huyên. Vương Tu chợt nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là Đăng Thiên Cảnh, nếu ta đoán không lầm thì ngươi là Diệp Huyên vừa mới gia nhập ngoại môn kia đúng không? Diệp Huyên cười đáp, là ta. Vương Tu cũng cười, thì ra là Diệp Huyên dựa vào quan hệ để tiến vào ngoại môn kia. Dứt lời, gã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nói, chắc các vị còn chưa biết, người này vốn không có tư cách gia nhập ngoại môn, nhưng nhờ vào quan hệ mới có thể gia nhập, hôm nay không phải ta vô duyên vô cớ sỉ nhục đồng môn, mà là Vương Tu ta không thích loại người đi cửa sau thế này. Nghe vậy, một vài người đang có mặt đều nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhờ vào quan hệ tiến vào ngoại môn. Mặc Dã ở một bên cũng nhìn Diệp Huyên, hắn ta hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thật ra hắn ta cũng có nghe nói đến chuyện của Diệp Huyên. Hình như đúng là dựa vào quan hệ để gia nhập. Hành động này vẫn có hơi đáng khinh bỉ. Lúc này, Lý Tu Nhiên chợt trầm giọng nói, Vương Tu, với thực lực của Diệp Huyên, hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào ngoại môn. Hắn không cần đi cửa sau. Hắn ta từng nhìn thấy Diệp Huyên ra tay, vì thế, hắn ta cũng biết thực lực của Diệp Huyên. Vương Tu cười nói, không phải đi cửa sau. Vậy ngươi cho ta biết, một kẻ đăng thiên cảnh như hắn sao có thể gia nhập ngoại môn? Nói đến đây, gã lắc đầu bật cười, cũng khó trách ngoại môn các ngươi sa sút đến thế, thì ra là vì các ngươi hỗn loạn như vậy. Thật đáng xấu hổ. Lý Tu Nhiên thấy hơi tức giận, hắn ta còn định đáp trả nhưng lại bị Diệp Huyên ngăn cản. Lý Tu Nhiên nhìn Diệp Huyên cười nói, Lý Huynh, đối phó với loại người này cứ để ta. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vương Tu, cười nói, thì ra mục đích chủ yếu của ngươi hôm nay là nhằm vào ta. Vương Tu nhìn Diệp Huyên, ngươi không có tư cách để ta nhằm vào, ta chỉ chướng mắt ngươi thôi. Nói xong, gã khẽ mỉm cười, nếu ngươi cũng chướng mắt ta thì đánh ta đi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì có một tia kiếm quang lóe lên, đầu của Vương Tu lập tức rơi xuống. Phụt. Máu tươi bắn khắp nơi. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Diệp Huyên ra tay. Ra tay ngay trong Lâm Lang Các. Phải biết rằng Lâm Lang Các cấm mọi người đánh nhau. Khi nãy Vương Tu cố ý nói như thế là vì muốn khích Diệp Huyên ra tay, rất xấu xa. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên thật sự ra tay. Điều khiến bọn họ bất ngờ nhất là Diệp Huyên còn giết chết Vương Tu trong nháy mắt. Vương Tu là tuyệt trần cảnh đấy. Hơn nữa còn là người có thực lực trung bình trong nội môn. Cứ thế bị giết chết rồi. Một vài đệ tử nội môn của Đại Linh Thần Cung nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt kiêng dè. Lúc này, thật ra Vương Tu vẫn chưa chết hẳn. Thân thể của gã bị Diệp Huyên chém đứt, nhưng linh hồn vẫn còn đó. Có điều một tia kiếm quang đã cố định linh hồn của gã. Lúc này trong mắt Vương Tu tràn đầy hoàn sợ, thật ra gã đã chuẩn bị tâm lý là Diệp Huyên sẽ ra tay bất cứ lúc nào, nhưng vào khoảnh khắc Diệp Huyên ra tay, gã vẫn không tránh được. Một kiếm mà gã cũng không thể đỡ. Lúc này, A Mạc cô nương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh lùng, nàng ta đang định cất lời thì Diệp Huyên đột nhiên động tâm niệm. Oanh! Linh hồn của Vương Tu biến thành hư vô, ngay cả ý thức cũng không còn. Hoàn toàn đi đời. Thấy cảnh này, A Mạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp công tử, ở Lâm Lang Các, cấm đánh nhau. Diệp Huyên chớp mắt, cấm đánh nhau ư. A Mạc nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh như băng. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên ta đến đây, không hiểu quy tắc. Xin cô nương tha lỗi, A Mạc hơi cạn lời. Thái độ xin lỗi của người này rất chân thành, khiến nàng không biết nên cư xử thế nào. Lúc này, một đệ tử nội môn chợt nói, Diệp Huyên, người ra tay tàn nhẫn quá. Diệp Huyên nhìn về phía đệ tử nội môn kia, hơi nghi ngờ, là hắn bảo ta đánh mà. Các ngươi đều nghe thấy đúng không? Là hắn yêu cầu ta đánh. Mọi người. Diệp Huyên nghiêm túc nói tiếp, ta từng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người yêu cầu người khác đánh mình, thật đấy. Ngươi. Đệ tử nội môn kia tức giận nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhìn hắn ta, có phải ngươi cũng muốn ta đánh ngươi không? Nghe vậy, sắc mặt của đệ tử nội môn kia lập tức thay đổi. Hắn ta rất kiêng dè chiêu kiếm khi nãy của Diệp Huyên. Vì hắn ta cũng không tự tin rằng mình có thể đỡ được. Lúc này, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Diệp Huyên chợt nói, chư vị, quay lại chủ đề chính, lúc trước Phương Tu này bôi nhỏ ta đi cửa sau. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười, có phải ta đi cửa sau không, có lẽ lúc này mọi người đã rõ. Còn về Vương Tu, khi nãy mọi người cũng thấy đấy. Đầu tiên là hắn sỉ nhục ta, sau đó còn bảo ta đánh hắn, hầy, Diệp Huyên ta lớn thế này cũng là lần đầu tiên thấy yêu cầu như thế. Thật đấy. Mọi người. Lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên từ bên ngoài, giết người còn muốn trả đạp tinh thần, thật thú vị. Sau câu nói, một người đàn ông đi vào. Người đàn ông vừa đi vào đã có người hô lên, Hư Yếm đứng thứ 6 trong bảng địa của nội môn. Bảng địa của nội môn. Lý Tu Nhiên bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, Diệp Huynh, trong nội môn có một bảng xếp hạng chính là bảng địa, người có thể tiến vào bảng địa đều là thiên tài trong thiên tài. Huynh phải cẩn thận. Diệp Huyên cười đáp, được. Sau khi Hư Yếm đi vào, không ít đệ tử nội môn đều vội vàng chắp tay chào hỏi. Hư Yếm cười đáp lễ, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên kia à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hư Yếm nhìn Diệp Huyên, đều là đồng môn mà ngươi lại tuyệt tình như thế, chẳng những giết người mà còn đánh tan linh hồn và ý thức của hắn, thủ đoạn này của ngươi thật quá độc ác. Diệp Huyên nói, là hắn bảo ta đánh hắn mà. Hư Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đừng nói mấy lời nhảm nhí này, ngươi giết hắn, chẳng những đã làm trái quy tắc của Lâm Lang Các mà còn làm trái quy tắc của tông môn. Dù hôm nay ngươi có thể đi ra khỏi đây thì người chấp pháp của tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía A Mạc cô nương, người này ngang nhiên giết người ở Lâm Lang Các, hoàn toàn không coi Lâm Lang Các ra gì, chẳng lẽ các cô mặc kệ sao? Nếu vậy thì xin hỏi A Mạc cô nương, sau này còn ai tuân theo quy tắc của Lâm Lang Các này nữa? Thể diện của Lâm Lang cô nương phải làm sao? A Mạc xa sầm mặt, lúc này, Diệp Huyên chợt nói, chậc chậc, không ngờ ngươi lại hợp tác với người ngoài đối phó với người của mình. Hư Yếm nhìn về phía Diệp Huyên đau lòng ôm đầu. Chúng ta là người của Đại Linh Thần Cung, là tay chân mà. Dù có mâu thuẫn cũng là chuyện nội bộ của Đại Linh Thần Cung, mà bây giờ ngươi lại liên hợp với Lâm Lang Các đối phó với ta. Ngươi làm thế có phải là ăn cây táo, rào cây sung không? Hư Yếm. Mọi người trong Lâm Lang Các đều nhìn về phía Diệp Huyên bằng nét mặt kỳ lạ. Tên này lắm lời thế. Trông có vẻ là Diệp Huyên đang làm loạn, nhưng thật ra cũng rất có lý. Dù Lâm Lang Các là do thiên tài của Đại Linh Thần Cung sáng lập, nhưng dù sao nó cũng không phải của Đại Linh Thần Cung. Mà lúc này, Hư Yếm bảo Lâm Lang Các xử lý Diệp Huyên, hành động này không thỏa đáng lắm. Đúng như Diệp Huyên nói, dù nội bộ Đại Linh Thần Cung tranh đấu ác liệt thế nào thì cũng là chuyện nội bộ, chứ không nên bắt tay với người ngoài. Đây thật sự đã phạm vào đại kỵ. Hư Yếm nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên cũng cười, thật ra ta không hiểu lầm, đều là người của Đại Linh Thần Cung, đệ tử nội môn các ngươi không thích đệ tử ngoại môn đến thế sao? Hư Yếm lắc đầu, bây giờ chúng ta không nói đến chuyện nội môn và ngoại môn, mà là chuyện ngươi giết Phương Tu. Ngươi cũng nói rồi đấy, đều là người của Đại Linh Thần Cung, vậy vì sao ngươi lại ra tay giết người? Diệp Huyên cười hỏi, là ai gây chuyện trước? Hư Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn và ngươi chỉ tranh cãi đôi câu mà ngươi đã thẳng tay giết hắn, hơn nữa còn là đánh lén, tuyệt tình như thế,
ngay cả thần hồn và ý thức của hắn cũng đánh tan, ngươi có xem hắn là đồng môn sao? Diệp Huyên cười đáp, hắn vừa đi vào đã nhằm vào ta, rõ ràng là hắn không xem ta như đồng môn, nếu đã thế, ta cần gì phải xem hắn là đồng môn? Sự tôn trọng là phải xuất phát từ đôi bên mà, không phải sao? Hư Yếm cười nói, ngươi đã giết người, đây là sự thật. Diệp Huyên chớp mắt, nếu ngươi đã nói thế, vậy ta chỉ có thể nói, người thì ta cũng đã giết rồi. Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết. Nghe thấy lời này, bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hư Yếm nhìn Diệp Huyên, người đang tuyên chiến với nội môn của ta sao? Diệp Huyên cười, ta không có suy nghĩ gì với nội môn cả, nhưng con người ta là thế, ai gây chuyện với ta, ta sẽ xử lý người đó. Dứt lời, hắn đi đến trước mặt Hư Yếm, nghe nói người đứng thứ 6 bảng địa, có muốn luận bàn không? Vì ta cảm thấy tranh cãi thật sự không thú vị gì cả. Khiêu chiến. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, mọi người đều khiếp sợ. Đệ tử ngoại môn này khiêu chiến đệ tử nội môn. Hơn nữa còn là đăng thiên cảnh khiêu chiến thời không cảnh. Khiêu chiến vượt 2 cấp, Hư Yếm còn là thiên tài trên bảng địa. Thật sự hơi lớn chuyện rồi. Hư Yếm nhìn Diệp Huyên, lúc này, ánh mắt hắn ta rất nặng nề. Diệp Huyên cười hỏi, có muốn đánh không? Quyết đấu sinh tử. Lúc này, A Mạc cô nương ở bên cạnh nhắc nhở, hai vị, nơi này là Lâm Lang Các. Lâm Lang Các. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn những đệ tử nội môn xung quanh, ta là đệ tử ngoại môn, nếu các ngươi chướng mắt ta thì cứ nhằm vào ta, Diệp Huyên ta mỏi mắt mong chờ. Mỏi mắt mong chờ. Đúng là phách lối. Sắc mặt những đệ tử nội môn kia đều trở nên khó coi. Đây là khiêu khích trắng trợn mà. Lúc này, Hư Yếm đột nhiên nói, ta đồng ý với lời khiêu chiến của ngươi. Nghe Hư Yếm nói thế, mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Thật ra bọn họ cũng không thấy bất ngờ. Hư Yếm này là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là cường giả cao cấp trên bảng địa. Diệp Huyên khiêu chiến hắn ta, nếu hắn ta không tiếp thì sau này làm gì còn mặt mũi lăn lộn trong nội môn nữa. Phải biết rằng, Diệp Huyên chẳng những là đệ tử ngoại môn, mà còn chỉ là đăng thiên cảnh thôi. Lời khiêu chiến này, hắn ta nhất định phải nhận. Diệp Huyên nhìn về phía Hư Yếm cười nói, Lâm Lang Các này không thích hợp để chiến đấu, chúng ta đổi đến một nơi khác, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Hư Yếm cất lời, đi tới chiến trường tinh không. Dứt lời, dưới chân hắn ta và Diệp Huyên lập tức xuất hiện một trận truyền tống tinh không, một khắc sau, hai người lập tức biến mất. Mà mấy người trong Lâm Lang Các cũng rời đi theo. Trong một vùng tinh không yên tĩnh, Diệp Huyên và Hư Yếm đứng cách xa nhau. Xung quanh bọn họ là những đệ tử nội môn và một vài thiên tài yêu nghiệt Lâm Lang Các mời đến. Trong đó còn có người của chiến các. Mà chuyện hai người muốn chiến đấu cũng nhanh chóng được loan truyền, vì thế, ngày càng có nhiều đệ tử nội môn và thiên tài yêu nghiệt chạy tới vùng tinh không này. A Mạc cô nương kia cũng đến. Sau lưng nàng ta còn có một thanh niên, trước ngực trái của thanh niên có một chữ chiến nho nhỏ. Chiến các, thanh niên nhìn Diệp Huyên ở phía xa, cười nói, đây là Diệp Huyên đi cửa sau vào Đại Linh Thần Cung à. A Mạc lắc đầu, Cố Tức huynh nói sai rồi, với thực lực của người này. Đừng nói là đệ tử ngoại môn, cho dù là làm đệ tử nội môn cũng đủ tư cách, ồ. Cố Tức lập tức thấy hứng thú, tên này chỉ có thực lực đăng thiên cảnh đã dám khiêu chiến thời không cảnh, chắc chắn là không tầm thường, chỉ không biết hắn không tầm thường đến mức nào. A Mạc cười nói, chúng ta sẽ được biết ngay thôi. Hư Yếm ở phía xa cất lời, quyết đấu sinh tử đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên. Hư Yếm nhìn hắn, được thôi. Diệp Huyên hơi nhếch môi, bắt đầu được rồi chứ. Hư Yếm gật đầu. Hắn ta vừa gật đầu, Diệp Huyên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt. Mọi người xung quanh chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Sắc mặt Hư Yếm lập tức thay đổi, hắn ta chắp hai tay, một tia kim quang lập tức hội tụ trước mặt hắn ta. Trong kim quang là một dòng sông thời gian như thực thể. Thời không cảnh. Thời không cảnh hàng thật giá thật. Đối mặt với chiêu kiếm này của Diệp Huyên, hắn ta lựa chọn phòng thủ. Lúc này,
kiếm của Diệp Huyên đã đến. Xoẹt. Chiêu kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng lên trên kim quang, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kim quang rung động dữ dội, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, hư yếm liên tục lùi lại. Mà Diệp Huyên lại chém ra một kiếm. Hư yếm híp mắt, sao hắn ta có thể đỡ được thanh kiếm này đây? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hư yếm, ông ta vung tay áo. Oanh! Thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức bị chặn lại. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm bay về trong tay hắn, hắn nhìn về phía ông lão. Lúc nhìn thấy ông lão này, những đệ tử nội môn xung quanh đều thay đổi sắc mặt, sau đó đồng loạt hành lễ, bái kiến Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão? Trưởng lão nội môn? Khâu trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, chỉ là luận bàn mà ngươi lại ra tay tàn nhẫn như thế, đúng là độc ác. Diệp Huyên cười đáp, đã nói là quyết đấu sinh tử rồi còn gì. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hư Yếm, đánh không lại thì gọi người à. Nghe vậy, sắc mặt Hư Yếm hơi khó coi. Lúc này hắn ta mới phát hiện mình đã đánh giá thấp người trước mặt rồi. Chiêu kiếm khi nãy suýt chút lấy mạng hắn ta. Khâu trưởng lão trước mặt Hư Yếm híp mắt lại, ánh mắt lạnh như băng, ngươi là đệ tử ngoại môn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Khâu trưởng lão đang định nói tiếp thì Diệp Huyên chợt nói, vị trưởng lão này, trận chiến giữa ta và hắn vẫn chưa kết thúc đâu. Ông có thể tránh sang một bên trước không? Nghe thấy lời này, mọi người đều khiếp sợ. Đây là không nể mặt cả trưởng lão nội môn mà. Tên này thật ngông cuồng. A mà cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Huyên. Tên này không định dừng tay ư. Phải biết rằng nếu bây giờ Diệp Huyên lập tức xin lỗi trưởng lão nội môn này, nói không chừng đối phương sẽ cho hắn một cái bậc thang đi xuống, chuyện này cũng chấm dứt ở đây. Mà nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại không hề nể mặt trưởng lão nội môn này. Hắn bị điên rồi sao? Khâu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đã thắng rồi. Nhất định phải đuổi cùng giết tận như thế sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, ông nói cứ như ta làm sai vậy. Sau đó... hắn chỉ về phía Hư Yếm, khi nãy hắn ta nhằm vào ta thế nào? Ta muốn một lời giải thích, có vấn đề gì không? Khâu trưởng lão nhìn Diệp Huyên, trong mắt có sát khí lóe lên, chuyện này chấm dứt ở đây. Biết chưa? Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, chấm dứt ở đây. Ông nghĩ mình là ai? Khâu trưởng lão híp mắt, láo xược. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Mà lúc này... Diệp Huyên cũng tiến về phía trước một bước, rút kiếm chém tới. Vào khoảnh khắc kiếm chém ra. Một vùng kiếm quang bùng nổ. Oanh! Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Khâu trưởng lão bị chém bay mấy nghìn trượng, cùng lúc đó, tinh không cũng bắt đầu sụp đổ. Sao nào, mọi người thầm thấy hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ cũng không ngờ rằng chiêu kiếm của Diệp Huyên khi nãy lại đáng sợ đến thế. Diệp Huyên nhìn vào tay mình, lúc này trong tay hắn trống không. Chiêu kiếm vừa rồi, hắn đã sử dụng thuật rút kiếm. Đó chỉ là thuật rút kiếm đơn thuần, chứ không phải rút kiếm định sinh tử. Nhưng dù là thế, thanh kiếm này của hắn vẫn không chịu nổi lực lượng của thuật rút kiếm, vì hắn không sử dụng kiếm thanh huyên. Ngươi! Lúc này... Khâu trưởng lão ở phía xa sợ hãi nói, kiếm kỹ này của ngươi. Lúc này, Khâu trưởng lão chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Khi nãy thân thể đã bị Diệp Huyên chém tan rồi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Hư Yếm ở phía xa lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta đang định ra tay thì đã bị một thanh kiếm đâm thủng giữa chân mày. Dưới ánh nhìn của mọi người, Hư Yếm cứ thế bị đánh tan. Thần hồn tan biến. Lúc này, tinh không đang sụp đổ hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Giết rồi. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Khâu trưởng lão, thấy cảnh này, sắc mặt ông ta thay đổi, ngươi dám giết cả lão phu sao? Diệp Huyên nhếch môi, sao ta lại không dám? Dứt lời, hắn bèn muốn ra tay, nhưng lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vội vàng ngăn cản hắn, Diệp Huynh, tuyệt đối không thể giết trưởng lão. Giết trưởng lão là tội chết đấy. Diệp Huyên chớp mắt, giết trưởng lão là tội nặng lắm sao? Lý Tu Nhiên vội vàng gật đầu, rất nặng,
giết trưởng lão chẳng khác nào đang gây hấn với chấp pháp điện, chấp pháp điện sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Bây giờ, mọi chuyện vẫn có thể giảng hòa, nhưng nếu huynh giết trưởng lão, thì chẳng còn chút cơ hội giảng hòa nào nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nhưng sau này ông ta có trả thù không? Lý Tu Nhiên hơi do dự, sau đó đáp có thể là có. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, kiếm trong tay hắn chợt rung lên, sắc mặt Lý Tu Nhiên thay đổi, hắn ta vội nói cũng có thể là không. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Khâu Trưởng Lão, Khâu Trưởng Lão, ông sẽ không trả thù Diệp Huyên đâu đúng không? Khâu Trưởng Lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn dám giết Lão Phu sao? Lão Phu cho hắn 100 lá gan, hắn cũng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm. Khâu Trưởng Lão lập tức bị giết chết. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Tu Nhiên lập tức trở nên tái nhợt, xong rồi. Giết rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Còn những đệ tử tông môn kia thì đều tỏ vẻ khó tin. Giết chết trưởng lão nội môn. Không ngờ Diệp Huyên lại dám giết chết trưởng lão nội môn. Đây là trưởng lão nội môn đấy. Giết chết trưởng lão nội môn đã không chỉ đơn giản là quy phạm cung quy nữa rồi. Trưởng lão làm sai, chỉ chấp pháp điện có quyền xử lý. Mà bây giờ Diệp Huyên lại vượt qua chấp pháp điện giết trưởng lão, cũng giống như đang gây hấn với chấp pháp điện, cũng là gây hấn với Đại Linh Thần Cung. Đương nhiên quan trọng hơn là Diệp Huyên lại có thể giết chết một vị trưởng lão nội môn, còn giết một cách nhẹ nhàng như thế. Thực lực quá đáng sợ. Lúc này, một ông lão áo đen xuất hiện đối diện Diệp Huyên. Trước ngực trái của ông lão có khắc một chữ chấp nho nhỏ. Người chấp pháp. Lúc nhìn thấy ông lão áo đen, sắc mặt Lý Tu Nhiên thoáng chốc tái mét. Người chấp pháp đến rồi. Ông lão áo đen nhìn về phía Khâu Trưởng Lão tan biến, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, là ngươi giết sao? Diệp Huyên gật đầu. Ông lão áo đen nhìn hắn, ngươi tự đi, hay để ta dẫn ngươi đi? Diệp Huyên cười đáp, ta không đi. Ông lão híp mắt, lão mở lòng bàn tay, một sợi xích màu đen xuất hiện, một khắc sau, sợi xích bay đi. Xoẹt. Một tiếng xé rách chợt vang vọng. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Ầm. Một vùng kiếm quang lóe lên, sau đó, ông lão áo đen lùi sang nghìn trượng, lúc dừng lại, sợi dây xích của lão đã vỡ vụn. Mọi người lại hóa đá một lần nữa. Trưởng lão chấp pháp cũng không phải đối thủ của Diệp Huyên. Ông lão áo đen cũng hơi sửng sốt, không ngờ lão lại bị chiêu kiếm này chém lui. Diệp Huyên nhìn về phía lão, có lẽ ông không dẫn ta đi được. Ông lão áo đen nổi giận, láo xược, ngươi muốn tạo phản sao, ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn chậm rãi đi về phía ông lão áo đen. Oanh! Một luồng kiếm thế mạnh mẽ bao phủ lấy ông lão áo đen. Sắc mặt lão lập tức thay đổi. Người này muốn giết lão. Lúc này, Cổ Thanh trưởng lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Cổ Thanh vội vàng nói, đừng làm loạn. Thật ra lúc này ông ấy cũng rất khiếp sợ. Ông ấy biết Diệp Huyên vẫn luôn che giấu thực lực của mình, nhưng ông ấy không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến mức này. Chẳng những giết chết Hư Yếm trên bảng địa, còn giết cả trưởng lão nội môn. Ngay cả trưởng lão chấp pháp cũng không phải đối thủ của hắn. Thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, ông ta muốn bắt ta đi. Cổ Thanh trầm giọng nói, để ta xử lý. Diệp Huyên gật đầu, được. Nghe vậy, Cổ Thanh thoáng thở phào. Diệp Huyên chịu nghe lời ông ấy, chứng minh Diệp Huyên chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội Đại Linh Thần Cung. Chuyện này còn có thể cứu vãn. Cổ Thanh xoay người nhìn về phía trưởng lão chấp pháp, trưởng lão, hắn là người yêu nghiệt nhất trong các đệ tử ngoại môn của ta, hắn. Trưởng lão chấp pháp kia ngắt lời Cổ Thanh, hắn giết đệ tử nội môn, còn giết cả trưởng lão nội môn, đây là tội lớn ngập trời, hắn phải chết, hắn. Diệp Huyên đột nhiên nói, ông có tin ta chém chết ông luôn không? Nghe vậy, trưởng lão chấp pháp gằn giọng, ngươi dám sao, ngươi? Diệp Huyên cười đáp, trưởng lão nội môn mà ta còn dám giết, chẳng lẽ không dám giết ông sao? Dứt lời, hắn bèn muốn ra tay, Cổ Thanh vội vàng ngăn cản hắn, cười khổ. Đừng kích động,
Người giết ông ta chẳng khác nào đâm vào tổ ong vò vẽ cả, mấy người ở chấp pháp điện đều rất đáng sợ. Diệp Huyên định đáp lời thì trưởng lão chấp pháp kia lại chen miệng vào, cho hắn đến giết ta đi. Lão phu muốn xem thử hắn có dám động vào ta không, hắn. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Phập. Trưởng lão chấp pháp im bặt. Giữa chân mày lão cắm một thanh kiếm. Thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Thanh cũng trở nên tái nhợt. Xong rồi. Ngay cả trưởng lão chấp pháp mà tên này cũng giáp giết. Chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Những đệ tử nội môn xung quanh cũng mang nét mặt nặng nề. Quá đáng sợ. Tên này điên rồi sao? Gặp ai thì giết người đó. Vấn đề là hắn còn có thể giết. Trưởng lão chấp pháp này yếu đến thế sao? Cổ Thanh cười khổ, toi đời rồi. Diệp Huyên cười đáp, không đâu. Cổ Thanh nhìn Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta giết càng nhiều người, cơ hội sống sẽ càng lớn. Cổ Thanh nhíu mày, hơi khó hiểu. Lúc này, một uy thế mạnh mẽ xuất hiện. Cảm nhận được uy thế này, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đây là khí thế của tiểu thánh nhân. Thánh nhân chân chính. Diệp Huyên cũng khẽ nhíu mày. E rằng không thể giết chết người vừa đến bằng một kiếm rồi. Lúc này, một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy lão ta, Cổ Thanh vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Trương Hằng trưởng lão. Những đệ tử nội môn khác cũng vội vàng hành lễ. Trương Hằng. Đây là đại trưởng lão nội môn, là người có cấp bậc cao nhất trong nội môn, cũng là người mạnh nhất. Trương Hằng nhìn về phía Diệp Huyên, người giết người rồi. Diệp Huyên gật đầu, phải. Trương Hằng hỏi, vì sao lại giết ngươi? Diệp Huyên cười đáp, trướng mắt bọn họ, trướng mắt bọn họ. Nghe thấy lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Mẹ kiếp! Tên này quá kiêu ngạo. Ngoại môn có một tên đáng sợ như thế từ bao giờ vậy? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trướng mắt bọn họ nên giết bọn họ, vậy nếu ngươi trướng mắt ta thì sao? Có phải cũng giết ta không? Diệp Huyên lắc đầu, ta sẽ không trướng mắt ông. Trương Hằng nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, vì người không phạm ta, ta không phạm người. Lão ta sửng sốt, sau đó nói, bọn họ gây chuyện với ngươi, cho nên ngươi bèn giết bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trương Hằng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hành động này của ngươi quá cực đoan. Thị phi đúng sai có cung quy quy định, đâu phải do ngươi. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, trưởng lão, đối với các người, đúng sai thật sự có quan trọng sao? Trương Hằng nhìn Diệp Huyên, người có ý gì? Diệp Huyên cười đáp, vương tu sỉ nhục ta và đệ tử ngoại môn, vì sao ta không thể giết hắn? Đại trưởng lão Trương Hằng cười nói, vương tu sỉ nhục ngươi là hắn sai, nhưng ngươi không có quyền giết hắn. Diệp Huyên nhìn thẳng vào lão ta, trưởng lão, ta là kiếm tu. Kiếm tu. Trương Hằng híp mắt. Kiếm tu là một đám người nóng nảy, người bình thường đều không thích gây chuyện với kiếm tu. Dù là người của chiến các cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc kiếm tu. Trương Hằng lại nói, vậy trưởng lão nội môn và hư yếm. Diệp Huyên ngắt lời lão ta, trưởng lão, người ta cũng đã giết rồi. Có nói thêm cũng không có ý nghĩa, ông muốn làm thế nào thì cứ làm, dù sao ta cũng không có vấn đề gì cả. Đánh thắng thì ta sẽ đánh, còn không đánh thắng thì chết thôi. Rất đơn giản mà. Mọi người. Đại trưởng lão Trương Hằng nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc, sau đó gật đầu, người đúng là to gan. Diệp Huyên nhún vai, ta không bắt nạt người khác, nhưng ai muốn bắt nạt ta, ta sẽ giết chết người đó. Buồn cười. Lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang vọng từ sâu trong tinh không. Một khắc sau. Một uy thế đáng sợ cuộn trào từ nơi đó. Lại là tiểu thánh nhân. Mục tiêu của uy thế đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu, trong mắt hắn lộ vẻ dữ tợn, hắn tung người nhảy lên, cầm kiếm bằng hai tay, chém tới một phát. Oanh! Uy thế đó lập tức bị hắn chém vỡ. Thấy cảnh này, Trương Hằng lập tức híp mắt. Lúc này, lão ta thấy hơi khiếp sợ. Không ngờ người này lại không sợ khí thế của thánh nhân. Hạt giống tốt. Chân trời chợt nứt ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Thấy người đàn ông trung niên này, Trương Hằng hơi cau mày, nghiêm lễ. Nghiêm lễ. Phó điện chủ chấp pháp điện. Lúc nhìn thấy Nghiêm Lễ, Cổ Thanh lại xa sầm mặt. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, đầu tiên giết chết đệ tử nội môn, sau đó giết chết trưởng lão nội môn và trưởng lão chấp pháp điện, không thể không nói, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này ở Đại Linh Thần Cung ta đấy. Ngươi thật sự quá to gan. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ai sỉ nhục ta và ngoại môn, ta giết chết người đó. Nghiêm Lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người sỉ nhục đệ tử ngoại môn của ngươi rất nhiều. Không chỉ có rất nhiều đệ tử nội môn mà còn có một vài đệ tử chân truyền nữa, thế nào, ngươi cũng muốn giết bọn họ sao? Diệp Huyên nhìn Nghiêm Lễ, giết, đệ tử nội môn sỉ nhục ngoại môn ta sẽ giết đệ tử nội môn. Đệ tử chân truyền sỉ nhục ngoại môn ta cũng sẽ giết đệ tử chân truyền. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, một cô gái váy tím ở một bên đột nhiên bật cười, tên này quá thông minh. Hắn nói như thế là biến ân oán cá nhân thành ân oán giữa nội môn và ngoại môn, hắn vẫn luôn thừa nhận mình là người của Đại Linh Thần Cung, có nghĩa đây là chuyện nội bộ, mà với thiên phú và chiến lực của hắn, bên trên chắc chắn sẽ coi trọng nhân tài, có lẽ hắn sẽ không chết. Bên cạnh cô gái váy tím còn có một người đàn ông. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Cô gái váy tím nhìn hắn ta, yêu dạ huynh nhìn thấu năng lực của hắn không? Lý Yêu Dạ. Người đàn ông này chính là người yêu nghiệt nhất của Đại Linh Thần Cung từ trước đến nay. Lý Yêu Dạ lắc đầu, không nhìn thấu. Sau đó, hắn ta nhìn cô gái, Lâm Lang cô nương có thể nhìn thấu không? Tiêu Lâm Lang lắc đầu cười khẽ, không nhìn thấu. Người này rất thú vị, huynh nghĩ chấp pháp điện sẽ bắt hắn đi chứ? Lý Yêu Dạ nhìn Nghiêm Lễ ở phía xa, e rằng Nghiêm trưởng lão không thể bắt người này đi được. Tiêu Lâm Lang nhếch môi, vì sao? Lý Yêu Dạ lạnh nhạt đáp, trực giác. Tiêu Lâm Lang ngây người, sau đó cười to, hay cho câu trực giác. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng xuất hiện một người thú vị rồi. Nghiêm Lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy nếu ta sỉ nhục ngoại môn của ngươi thì sao? Có phải ngươi cũng muốn giết ta không? Diệp Huyên chĩa trường kiếm về phía Nghiêm Lễ, cười to, giết. Sao lại không giết, đừng nói là ông, dù ai sỉ nhục ngoại môn ta, sỉ nhục Đại Linh Thần Cung, ta đều sẽ giết người đó. Dù người đó có trên cả thánh nhân, ông đây cũng không tha. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Tiêu Lâm Lang lắc đầu cười khẽ, tên này thật biết điều, nói ân oán của nội môn và ngoại môn gộp vào Đại Linh Thần Cung rồi, bây giờ nghe như kiểu vì bảo vệ Đại Linh Thần Cung nên hắn mới giết người vậy. Lúc này... Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ kiếm vào Nghiêm Lễ, có phải ông muốn sỉ nhục Đại Linh Thần Cung ta không? Ông thật to gan, dám sỉ nhục Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên ta thề sẽ không chết không thôi với ông. Mọi người. Nghiêm Lễ hơi ngơ ngác. Ta sỉ nhục Đại Linh Thần Cung lúc nào? Vẻ mặt mọi người đều có chút nghi hoặc. Tên Diệp Huyên này cũng biết đổi trắng thay đen ghê. Nói tới nói lui vậy mà tự dưng lại biến thành người bảo vệ cho Đại Linh Thần Cung. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, nhóm Vương Tu hình như cũng không nhục mạ gì Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên cười với vẻ bực bội, không nhục mạ Đại Linh Thần Cung ta. Vậy ta hỏi tiền bối nhé, ngoại môn có phải là của Đại Linh Thần Cung không? Nghe thế, Nghiêm Lễ trầm mặc. Ngoại môn đúng là của Đại Linh Thần Cung. Điều này không ai có thể phủ định được. Diệp Huyên lại nói, nếu ngoại môn là của Đại Linh Thần Cung, vậy hắn nhục mạ đệ tử ngoại môn là ta, chẳng lẽ như thế còn không phải là nhục mạ Đại Linh Thần Cung? Mà hắn đã nhục mạ Đại Linh Thần Cung thì ta giết hắn, giữ gìn tôn nghiêm cho cung, vậy thì có gì sai? Diệp Huyên ta làm sai chỗ nào? Mọi người! Ở một bên, đại trưởng lão nội môn chỉ biết lắc đầu. Mẹ kiếp! Tên này đúng là miệng lưỡi trơn tru, dù là ngụy biện. Nhưng lại hữu dụng ra phết, nếu Diệp Huyên không có thực lực, đừng bảo là ngụy biện, cho dù có là chính đáng cũng vô ích thôi, làm trái với tông quy tông môn, nên chết thì phải chết. Nhưng Diệp Huyên có thực lực. Nghiêm Lễ đột nhiên nói, ngươi xem bản thân là người của Đại Linh Thần Cung, đúng không? Diệp Huyên đáp, tất nhiên rồi. Bây giờ hắn tất nhiên sẽ không ngu đến mức nói là muốn phản lại Đại Linh Thần Cung, nếu làm thế thì khỏi phải nói luôn. Toàn bộ Đại Linh Thần Cung này sẽ không tha cho hắn.
Nghiêm Lễ khẽ gật đầu, người đã thừa nhận mình là người Đại Linh Thần Cung, vậy người có tuân thủ tông quy của cung không? Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói, phải xem tình hình đã. Xem tình hình. Nghe hắn nói thế, ai nấy cũng thấy khó hiểu. Nhất là những đệ tử nội môn kia. Còn phải xem tình hình nữa à? Bà mẹ nó chứ, sao kiêu căng quá vậy? Trương Hằng đứng ở một bên nhìn không được nữa mà đành phải lắc đầu bật cười. Nghiêm Lễ cũng giận đến mức cười trừ, ngươi còn xem tình hình nữa à? Ngươi nghĩ bản thân là cung chủ chắc? Diệp Huyên khẽ thở dài, trưởng lão, ta thấy ông cũng là một người biết nói lý, ta hỏi nhé, nếu có người sỉ nhục chấp pháp điện, ông sẽ làm gì? Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, không trả lời. Diệp Huyên lại nói, ta là đệ tử ngoại môn. Ta có trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm cho ngoại môn. Tất nhiên ta còn là người của Đại Linh Thần Cung, nếu có ai sỉ nhục Đại Linh Thần Cung, ta cũng có thể xuất kiếm giết người. Hay! Đúng lúc này, Cổ Thanh ở một bên bỗng lên tiếng, nói hay lắm. Nói rồi, ông ấy hơi thi lễ với Nghiêm Lễ, Nghiêm trưởng lão, ta đồng ý chịu phạt cùng Diệp Huyên. Nghiêm Lễ nhìn về phía Cổ Thanh, hắn phạm vào tội chết. Tội chết! Nghe vậy, sắc mặt Cổ Thanh lập tức trở nên khó coi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười bảo, Cổ Thanh trưởng lão, ai làm thì người đó chịu, Diệp Huyên ta bằng lòng chịu trách nhiệm một mình. Nghiêm Lễ liền nói, Diệp Huyên, ngươi cho rằng bản thân có thực lực, có thiên phú, có tương lai, nên tông môn chắc chắn sẽ không xử trí ngươi. Nói rồi, ông ta lắc đầu, ngươi sai rồi, sai hoàn toàn, không có quy củ thì không thành nhân được, trong tông môn. Bắt buộc phải có phép tắc, nếu không, Đại Linh Thần Cung ta làm sao ràng buộc được vạn ngàn đệ tử. Người trước tiên giết chết đệ tử nội môn, sau lại giết trưởng lão nội môn, còn giết cả trưởng lão chấp pháp, hành vi như vậy quá mức độc ác. Cho dù người có là yêu nghiệt đi chăng nữa, thiên phú có cao đến mức nào, Đại Linh Thần Cung ta cũng không dung túng cho người được. Bởi vì trong mắt ta, không có chấp pháp điện, thì không có quy củ cho tông môn. Vừa dứt lời. Một áp lực vô hình đã bao trùm lấy Diệp Huyên. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên, ta biết ngươi miệng lưỡi trơn tru, biết đổi trắng thay đen, nhưng cho dù ngươi có tranh luận thế nào đi chăng nữa thì việc ngươi đã giết người là sự thật. Cái chết của ba người bọn họ, ngươi phải đền mạng cho. Ta sẽ không giết ngươi ngay tại chỗ, nhưng ngươi phải trở về nhận xét xử. Không chỉ ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.